chào mừng các bạn đến với kênh tofu review đây là video truyện audio siêu phàm sát thần đô thị cực phẩm y thần tập 1920 đến 1924 tập 1920 rắc rắc từng tiếng tiếng vỡ vụn vang lên trôi lơ lửng ở giữa không trung bốn đạo sát khí đường vân một khắc sau đột nhiên bể tan tành đao sát các người cũng bị ngụy dĩnh thành công chém chết giờ phút này trên đỉnh tuyệt hàn sơn thi thể đầy đất tình cảnh cực kỳ đáng sợ tàn nhẫn Ngụy Dĩnh nhìn một màn này, trong mắt không có một chút tình cảm, chỉ là làm nàng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần lúc đó, lại có vô tận nhu tình hiện lên. Diệp Thần, ngươi thật là một kẻ ngu, từ hoa hạ cũng vực ngoại, chưa bao giờ thay đổi. Kẻ ngu, cảm ơn. Ngụy Dĩnh xuất hiện đến Diệp Thần trước người, thận trọng đem Diệp Thần đỡ dậy, một khắc sau thân hình chớp mắt, nhất thời biến mất không gặp. Một nơi trong hang núi, Ngụy Dĩnh nhìn đã hôn mê, nằm ở trên giường đá Diệp Thần, ánh mắt chớp động. Diệp Thần hôn mê đoạn thời gian này, Ngụy Dĩnh chuyên tâm chăm sóc, cho đến Diệp Thần thương thế ổn định lại, nàng mới tính là thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này nhìn đã hôn mê Diệp Thần, vậy Trương Lãnh Đạm lại ẩn chứa vị nam nhân đạo gương mặt, Ngụy Dĩnh ánh mắt nhu tình vạn loại. Diệp Thần vì trợ giúp mình, suýt nữa bỏ mình, cái này làm cho Ngụy Dĩnh cực kỳ cảm động, mà Diệp Thần thương thế cũng để cho Ngụy Dĩnh 10 phần đau lòng. Dù là Diệp Thần có cực mạnh sinh mệnh lực, đối mặt nhiều cường giả như vậy, Tổn thương càng thêm tổn thương, cùng với nguyệt hồn ma nữ chi nhiều hơn thu thân thể sử dụng, không hôn mê cũng khó. Ngương mắt nhìn Diệp Thần gò má, Ngụy Dĩnh quỷ thần xui khiến chậm rãi đến gần Diệp Thần, cái khăn che mặt dưới môi đỏ mọng chậm rãi đến gần. Ngay tại Ngụy Dĩnh sắp hôn lên Diệp Thần ngay tức thì, còn đang hôn mê bên trong Diệp Thần nhưng là đột nhiên khẽ hừ một tiếng, một khắc sau mở hai mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều đần độn, Diệp Thần ánh mắt đờ đẫn nhìn Ngụy Dĩnh khoảng cách gần như vậy một đôi mắt đẹp để cho hắn tim đập rộn lên hắn thậm chí có thể ngửi được ngụy dĩnh trên người mùi thơm rất quen thuộc cái này thậm chí có chút xem hoa hạ một khoản nước hoa ngươi diệp thần mới vừa há mồm ra ngụy dĩnh cũng đã sắc mặt ửng đỏ đứng lên đi ra ngoài ngươi tỉnh ta đi cho ngươi làm chút đồ ăn thấy vậy diệp thần lắc đầu một cái chỉ là một khắc sau hắn ánh mắt nhưng đột nhiên ngưng trệ một cái nhìn ngụy dĩnh hình bóng Diệp Thần không biết tại sao lại vào trong trí nhớ một đạo thân ảnh chồng lên nhau với nhau, đó chính là ở kinh thành đại học sư phạm cái đó giáo viên tiếng Anh Ngụy Dĩnh. Hắn hoài nghi không chỉ một lần. Hơn nữa đó cùng hoa hạ nước hoa tới gần mùi vị. Diệp Thần trong lòng mơ hồ suy đoán rõ ràng hơn. Ngụy Dĩnh. Diệp Thần không nhịn được khẽ gọi nói. Nghe nói như vậy, Ngụy Dĩnh nguyên bản muốn đi ra sơn động bên ngoài thân thể mềm mại đột nhiên run lên, tim đập bỗng nhiên tăng tốc độ, Chẳng lẽ mình bị nhận ra? Ngụy Dĩnh trong lòng hốt hoảng, không dám xoay người, nhưng là cố làm bình tĩnh, tận lực giọng vững vàng mở miệng hỏi nói, ngươi nói gì sao? Ngụy Dĩnh là ai? Nghe vậy, Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, ngay sau đó lắc đầu một cái, không việc gì. Ừ. Ngụy Dĩnh nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó đi nhanh ra khỏi sơn động. Sau thời gian, Diệp Thần một mực ở chữa thương, mà đến khi thương thế hắn khôi phục sau đó, Ngụy Dĩnh liền nói lên phải rời khỏi chờ một tí. Thấy Ngụy Dĩnh phải đi, Diệp Thần nhưng là do dự một tí, cuối cùng mới lên tiếng nói, ta đã tìm được Thánh Nguyên Chi Tâm. Chỉ là Thánh Nguyên Chi Tâm bị lục đạo tông cùng chấn Nguyên Điện chia làm hai, muốn dung hợp nhất định phải càn khôn cảnh cường giả mới có thể làm được. Thánh Nguyên Chi Tâm, nghe nói như vậy, Ngụy Dĩnh có chút kinh ngạc nhìn về Diệp Thần, nàng biết Thánh Nguyên Chi Tâm có cường đại dường nào. Vì vậy muốn tìm được Thánh Nguyên Chi Tâm sợ rằng 10 phần khó khăn, không nghĩ tới Diệp Thần mà lại ở trong thời gian ngắn như vậy liền tìm được. Ừ, cũng là cơ duyên xảo hợp. Diệp Thần rừng rưng gật đầu một cái, tiếp theo đem Thánh Nguyên Tri Tâm lấy ra, chia hai nửa Thánh Nguyên Tri Tâm phân biệt trôi lơ lửng ở Diệp Thần cửa đó. Cuồng cuộn thần uy lưu chuyển, mãnh liệt thánh khí dâng trào, Ngụy Dĩnh hơi biến sắc mặt. Cái này Thánh Nguyên Tri Tâm lực lượng quá đáng sợ, ta không có nắm chắc có thể dung hợp. Ngụy Dĩnh cao mày, ngay sau đó lắc đầu một cái. Không có nắm chắc. Diệp thần nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc, nguyệt hồn ma nữ đã từng tự mình nói. Thánh nguyên tri tâm cần càng khôn cảnh cường giả mới có thể dung hợp, chỉ là hôm nay Ngụy Dĩnh đột phá đến càng khôn cảnh, lại vậy không làm được. Phải biết, Ngụy Dĩnh nhưng mà tuyệt hàn đế tôn hậu nhân, tuyệt hàn đế cung cung chủ, thiên tư tuyệt diễm. Nếu như Ngụy Dĩnh như vậy càng khôn cảnh cường giả đều không thể dung hợp thánh nguyên tri tâm, cái này thánh nguyên tri tâm dung hợp chỉ sợ cũng không giống nguyệt hồn ma nữ nói đơn giản như vậy. Diệp Thần do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là phân ra một đạo thần niệm tiến vào luân hồi mộ địa. Luân hồi mộ địa bên trong giờ phút này cũng không có nguyệt hồn ma nữ bóng người, Diệp Thần mở miệng kêu hai tiếng, nguyệt hồn ma nữ không nhanh không chậm từ luân hồi mộ bia bên trong đi ra. Nhìn Diệp Thần, nguyệt hồn ma nữ sắc mặt lạnh lùng, tựa hồ đã đoán được Diệp Thần muốn hỏi gì. Đa tạ nguyệt hồn tiền bối cứu giúp ân, không biết cái này thánh nguyên chi tâm phải chăng có dung hợp phương pháp. Diệp Thần nhìn nguyệt hồn ma nữ nói cảm tạ hắn đúng là đối với nguyệt hồn ma nữ xuất thủ tương trợ rất là cảm kích. Nghe vậy, nguyệt hồn ma nữ nhưng là hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt con ngươi nhìn Diệp Thần, ngươi hẳn rất rõ ràng. Ta hy vọng dùng thánh nguyên chi tâm sống lại ta chết đi nguyệt lộc, ngươi còn tới hỏi ta dung hợp phương pháp. Nguyệt hồn tiền bối, thật sự là cái này thánh nguyên chi tâm đối với ta mà nói ý nghĩa trọng đại. Ta không thể đem nó giao cho ngươi, nhưng là ta hứa ngươi cam kết, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi tìm được chết đi nguyệt lộc. Diệp thần có chút bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, nguyệt hồn ma nữ nhưng là trầm mặc, ánh mắt giò xét nhìn Diệp thần, do dự hồi lâu, lúc này mới gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi dung hợp phương pháp, bất quá ngươi cũng muốn làm đến ngươi cam kết. Được, Diệp thần nghe vậy, không chút do dự đáp ứng. Thấy vậy, nguyệt hồn ma nữ cũng không nói nhảm, trực tiếp chỉ điểm một chút ở trên hư không. Bàng bạc sắc khí theo nguyệt hồn ma nữ thon thon ngón tay ngọc mãnh liệt ra, ở trong hư không hội tụ, lại hóa thành từng đạo thần dị vô cùng đường vân, những văn lộ này ở trong hư không tương liên, cuối cùng hóa thành một đạo trận pháp thật to. Trận pháp khoáng đạt, tản ra thần bí cuồn cuộn chập chờn, từng viên hào quang lưu chuyển phù văn ở trận pháp bên trên như ẩn như hiện. Trận pháp chậm rãi chuyển động, lại có 9 tòa cự đỉnh ngưng tụ ra, tọa lạc ở trận pháp bên trên, lại có vô tận trọng áp hiện lên. Đây là cửu đỉnh trấn thiên trận, phải dùng trận pháp này đem thánh nguyên chi tâm vây khốn. Nguyệt hồn ma nữ nhìn Diệp Thần, rừng dưng hỏi, đem trận pháp này nhớ chưa? Nghe vậy, Diệp Thần mắt nhìn trận pháp chớp động, ngay sau đó gật đầu một cái, ghi nhớ. Nghe nói như vậy, Nguyệt hồn ma nữ hơi biến sắc mặt, cái này cửu đỉnh trấn thiên trận cực kỳ huyền diệu, người bình thường xem một chút đều phải nhức đầu sắp nứt, một mắt ghi nhớ căn bản không có thể. Ngươi nếu như ghi nhớ, thi triển ra cho ta xem xem. Nguyệt hồn ma nữ đưa mắt nhìn Diệp Thần, mở miệng nói. Được, nghe vậy diệp thần không chút do dự nào lúc này một chỉ điểm ra cuồn cuộn linh khí mãnh liệt ra một khắc sau một đạo so nguyệt hồn ma nữ thi triển nhỏ hơn không ít cửu đỉnh chấn thiên trận ngưng tụ mà thành mặc dù diệp thần cái này ngưng tụ trận pháp quá trình có chút khúc chiết nhưng là vậy không phế quá thời gian dài thành công ngưng tụ ra thấy một màn này nguyệt hồn ma nữ nhìn diệp thần ánh mắt vô cùng khiếp sợ diệp thần thiên phú này thật là nghịch thiên thị phi người giống vậy tồn tại thật là Nguyệt hồn ma nữ trợn mắt nhìn Diệp Thần một mắt, lắc đầu một cái. Thấy vậy, Diệp Thần nhưng là có chút không giải thích được, không biết Nguyệt hồn ma nữ vì sao như vậy. Mà vào thời khắc này, Nguyệt hồn ma nữ nhưng là lại lần nữa một chỉ điểm ra, nếu ngươi có thể một mắt học biết cửu đỉnh chấn thiên trận, kia chắc có thể. Ở Nguyệt hồn ma nữ đầu ngón tay, từng đạo mãnh liệt sát khí cuộn sạch, giờ phút này lại ở giữa không trung ngưng tụ thành từng đạo huyền diệu phù văn. Những phù văn này theo thứ tự sắp hàng, cuối cùng lại hóa thành một đoàn ngọn lửa, hừng hực bốc cháy. Thấy một màn này, Diệp Thần mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngọn lửa này lại là dùng trận pháp tạo thành, màu xanh làm ngọn lửa, hàm chứa cực kỳ đáng sợ thần uy, cuồng bạo hơi nóng thậm chí có thể đem chư thiên dung luyện, vô cùng là bất phàm. Đây là huyền ẩn trấn nguyên hỏa, có thể đem thánh nguyên chi tâm vết nứt chỗ dung luyện, từ đó làm được để cho chúng lại lần nữa hội tụ, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút. Nguyệt hồn ma nữ nói tới chỗ này, sắc mặt đổi được nghiêm nghị đứng lên. À, chú ý cái gì? Diệp thần nghe vậy cũng không khỏi nghiêm túc, chăm chú nhìn nguyệt hồn ma nữ. Thánh nguyên chi tâm lực lượng quá mức mạnh mẽ, nếu như dung hợp, sẽ bộc phát ra khoáng đạt cực kỳ chập chờn đến lúc đó toàn bộ vực ngoại cũng sẽ cảm giác được. Tất nhiên sẽ có người mơ ước, đến lúc đó tới tất nhiên là thực lực cực mạnh hạng người, ta sợ rằng cũng không giúp được người. Nguyệt hồn ma nữ sắc mặt hơi có vẻ ngương trọng, thánh nguyên chi tâm lực lượng thậm chí có thể làm cho cao nhất cường giả động tâm nếu là ở vực ngoại truyền ra chập chờn tất nhiên làm cho cả vực ngoại cũng chấn động thậm chí sẽ đưa tới một tràng gió tanh mưa máu nghe nói như vậy diệp thần khẽ vuốt cảm trong lòng hơi trầm xuống nếu như dung hợp thánh nguyên chi tâm thật xem nguyệt hồn ma nữ nói như thế nguy hiểm vậy hắn phải làm đủ chuẩn bị mới được mà vào thời khắc này nguyệt hồn ma nữ nhìn diệp thần lên tiếng lần nữa nói tốt lắm phương pháp đã nói cho ngươi phải chú ý sự hạng vậy nói cho ngươi, không có sao không muốn lại tới phiền ta." Dứt lời, nguyệt hồn ma nữ trực tiếp về đến luân hồi mộ bia bên trong. Thấy vậy, Diệp Thần bất đắc dĩ nhún vai một cái, vị này đại năng tính cách ngược lại có chút cao lãnh. Sau đó, Diệp Thần thần niệm trở về, nhìn về phía một bên Ngụy Dĩnh, lúc này đem Thánh Nguyên Chi Tâm Dung Hợp phương pháp nói cho Ngụy Dĩnh, đồng thời đem hai đạo trận pháp cũng dạy cho Ngụy Dĩnh. So sánh với Diệp Thần Nghịch Thiên, Ngụy Dĩnh học tập cái này hai đạo công pháp ngược lại là phế chút công phu, bất quá cũng không dùng quá lâu. Trong đó, Huyền Ẩn Trấn Nguyên Hỏa cũng để cho Ngụy Dĩnh hết sức kinh ngạc, như vậy dùng trận pháp ngưng luyện ra được ngọn lửa lại có đáng sợ như vậy uy năng, mười phần thần dị. Tập được Cửu đỉnh Trấn Thiên trận và Huyền Ẩn chấn Nguyên Hỏa sau đó, Ngụy Dĩnh vậy đưa ra mình yêu cầu. Cái này hai đạo trận pháp đích xác có thể đối với dung hợp Thánh Nguyên chi tâm đưa đến trợ giúp, bất quá vẫn là rất khó làm được dung hợp vẫn là không được sao? Diệp Thần nghe vậy không khỏi nhíu mày, nếu Nguyệt Hồn Ma nữ đã đem dung hợp phương pháp tự mình nói, hẳn không sẽ ẩn nút tư mới đúng, mà Ngụy Dĩnh đã là càn khôn cảnh, cảnh giới vậy đạt tới yêu cầu, làm sao vẫn là không được? Trận pháp này muốn học biết cũng không phải là rất khó, nhưng là muốn thông hiểu đạo lý nhưng là cần một đoạn thời gian, ngươi sợ rằng không chờ được lâu như vậy, ta cũng giống như vậy, cho nên liền cần một ít thứ phụ tá. Gặp Diệp Thần nghi ngờ, Ngụy Dĩnh lúc này mở miệng giải thích, như vậy sao? Không biết cần muốn cái gì. Nghe vậy, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, Ngụy Dĩnh thứ cần, chắc chính là trợ giúp trận pháp tăng lên uy lực mà thôi, không phải cái gì khó mà tìm được đổ. Cái này cửu đỉnh chấn thiên trận, phân biệt đối ứng 9 loại thuộc tính, ta cần cái này 9 loại thuộc tính linh vật để đề thăng cửu đỉnh chấn thiên trận uy năng. Mà đây huyền âm chấn nguyên lửa, bởi vì là trận pháp ngưng luyện ra, cho nên vẫn là thiếu ít một chút linh tính, ở ta không thông hiểu đạo lý trước rất khó dùng trận pháp đem linh tính ổn dưỡng đi ra, chỉ có thể thông qua ngoại vật phụ trợ, cũng chính là linh tính ngọn lửa gia nhập trong đó. Ngụy Dĩnh nghiêm túc đối với Diệp Thần nói. Nghe vậy, Diệp Thần là rừng rưng một tiếng, Ngụy Dĩnh đồ cần đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là một cái chuyện nhỏ. Chín loại thuộc tính linh vật, linh dược chắc có thể chứ? Diệp Thần nhìn về phía Ngụy Dĩnh mở miệng nói. Dĩ nhiên có thể. Vậy thì dễ làm. Nghe vậy, Diệp Thần khoát tay chặn lại, chín viên linh khí rồi rào, tản ra khoáng đạt sức sống, có hồng mông hơi thở vườn quanh lưu chuyển linh dược vô căn cứ hiện lên. Cái này chín bụi cây linh dược, vừa vặn đối ứng cửu đỉnh chín loại thuộc tính, mới có thể công dụng ở trên. Rất tốt. Nghe vậy, Ngụy Dĩnh gật đầu một cái, trực tiếp đem chín bụi cây linh dược thu. Mà vào thời khắc này, Diệp Thần thân thể chấn động một cái, viêm bia bay ra, một đạo thần hỏa cuộn sạch thương khung, rơi vào Ngụy Dĩnh trước mặt hóa thành một cái nho nhỏ hỏa long. Hỏa long này con ngươi xoay tít chuyển động, nhìn qua linh tính 10 phần, đồng thời uy năng vậy 10 phần cường hãn, lộ vẻ được vô cùng là bất phàm. Đây là viêm bia lửa, hàm chứa linh tính, đồng thời có dung luyện chư thiên uy năng. Thấy vậy, Ngụy Dĩnh không khỏi trước mắt sáng lên, rất tốt, nếu ta yêu cầu ngươi nơi này đều có, vậy ta lập tức liền có thể dung hợp thánh nguyên tri tâm. Không, Diệp Thần khoát khoát tay, sắc mặt hơi có vẻ ngương trọng, dung hợp thánh nguyên chi tâm rất có thể sinh ra cực kỳ đáng sợ chập chờn, đến lúc đó thậm chí sẽ chấn động vực ngoại, chúng ta chuyện quan trọng trước chuẩn bị sẵn sàng, tốt nhất có thể đem cái này chập chờn cho che đậy. Như vậy sao? Nghe vậy, Ngụy Dĩnh cũng là sắc mặt trầm ngưng, Tha Phương mới ngược lại là bỏ quên thánh nguyên chi tâm dung hợp sau đó sẽ sinh ra động tĩnh. Thánh nguyên chi tâm chưa dung hợp liền có đáng sợ như vậy uy năng, nếu như dung hợp, thật có thể chấn động toàn bộ vực ngoại. Diệp Thần suy tư hồi lâu, quyết định cuối cùng dùng hoàng tuyền đồ tới che đậy thánh nguyên chi tâm dung hợp hơi thở trong tay hắn cũng chỉ có hoàng tuyền đồ mới có thể dùng để thử một lần huống chi nếu như hoàng tuyền đồ đều khó che đậy sợ rằng cái này thế gian cũng không có cái gì có thể làm được chỉ là diệp thần cảnh giới trước mắt còn quá thấp muốn hoàn mỹ nắm trong tay hoàng tuyền đồ như cũ không làm được chỉ có thể vận dụng hoàng tuyền đồ bản thân uy năng tới che đậy cùng lúc đó vực ngoại hơn ra thế lực giờ phút này cũng chấn động không nghỉ bởi vì bọn họ phát hiện mình phái đi ra ngoài cường giả lại tất cả đều bỏ mình toàn bộ tuyệt hàn sơn đỉnh đơn giản là một phiến luyện ngục thấy một màn này người đều cảm thấy khắp cả người phát rét đồng thời cùng nộ vô cùng đáng chết dám giết ta mắt tím người nhất tộc đơn giản là tự tìm cái chết hừ ta ulama huyết nhất tộc người cũng dám động phải giết nàng giờ phút này từng tiếng gầm thét vang lên hơn nhà thế lực cường đại giờ phút này lại liên hiệp chung một chỗ bọn họ rất rõ ràng, trong gia tộc phái đi ra ngoài cường giả là đuổi giết Ngụy Dĩnh đi. Mà hôm nay gia tộc cường giả ở chỗ này bỏ mình, nơi này còn lưu lại Ngụy Dĩnh hơi thở, những người này chết hiển nhiên và thần bí kia cái khăn che mặt cô gái không thoát được quan hệ. Vào giờ phút này, những thứ này thế lực cường đại không đơn thuần là muốn lấy được được tuyệt hàn đế tôn cao nhất bí mật, càng là muốn hướng Ngụy Dĩnh trả thù, gia tộc lửa giận phải khơi thông. Mà vào lúc này, mấy đạo hơi thở thần bí, Ánh mắt lạnh lùng bóng người vậy xuất hiện ở trên đỉnh Tuyệt Hàn Sơn. Tập 1921. Giờ phút này, nhìn Tuyệt Hàn Sơn đỉnh một đám dẫn giữ các thế lực lớn cao tầng, cái này mấy đạo thân ảnh trong mắt lóe lên vẻ hàn quang. Mà đây chút các thế lực lớn cao tầng, thấy cái này mấy đạo thân ảnh xuất hiện, như là hơi biến sắc mặt, cái này mấy người lại là Đế Uyên Điện. Nếu các ngươi muốn liên hiệp, không bằng tính ta một người. Giờ phút này, một vị ánh mắt u lãnh trong mắt tựa hồ lóe lên bảy màu thần mang đế uyên điện cường giả, nụ cười quỷ dị mở miệng nói. Nghe vậy, các thế lực lớn cao tầng hơi biến sắc mặt và đế uyên điện hợp tác là thật là xấu xa khó mà dự liệu, chỉ là bọn họ nhưng không tiện cự tuyệt. Nếu tôn sư nói như vậy, đó là đương nhiên có thể. Giờ phút này, đám người mở miệng đáp ứng. Rất tốt. Nghe nói như vậy, bảy màu con người đế uyên điện cường giả hài lòng gật đầu một cái, tiếp theo mở miệng nói, vậy thì bắt đầu từ hôm nay. Đế Uyên Điện cùng các ngươi tất cả gia tộc lớn tông môn, liên thủ phong tỏa toàn bộ Nguyệt Hồn vực, nhất định phải tìm ra cái đó thần bí thiếu nữ. Nói tới chỗ này, bảy màu con ngươi Đế Uyên Điện trong mắt cường giả thoáng qua lau một cái cùng bạo ý định giết người. Đế Uyên giết 5 người bị thần bí thiếu nữ giết chết, đã làm cho cả Đế Uyên Điện đều tức giận, thần bí thiếu nữ phải chết. Nghe được đối phương lại muốn phong tỏa toàn bộ Nguyệt Hồn vực, chỉ là vì tìm ra thần bí thiếu nữ, các thế lực lớn cao tầng hơn nữa khiếp sợ xem ra lần này đế uyên điện thật nổi giận. Này, cái này con quỷ nhỏ, dám giết đế uyên điện người, nàng chết chắc. Có người cười trên sự đau khổ của người khác, giống vậy, cũng có người mặt lộ vẻ bất mãn. Hừ, đế uyên điện thật là lớn uy phong, ra mặt liền phải phong tỏa toàn bộ nguyệt hồn vực, như là đế uyên điện ra tay, tuyệt hàn đế tôn bí mật, chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào mong đợi đạt tới. Giờ phút này, đám người tim mang ý xấu, nhưng không dám làm đế uyên điện cường giả mặt nói ra, chỉ có thể đàng hoàng nhận lời, ngay sau đó liền xoay người rời đi, đem tin tức này truyền cho gia tộc tông môn. Trong chốc lát, toàn bộ Nguyệt Hồn vực cũng rơi vào một phiến chấn động bên trong, các nơi đều có thế lực cường đại ra tay, gây ra sôi sùng sục, không biết chuyện còn lấy là diệt thế kiếp nạn muốn tới, biết tình thì đều ở đây là thần bí kia thiếu nữ khan che mặt xúc động. Các thế lực lớn liên thủ, ngụy dĩnh cho dù là Tuyệt Hàn đế tôn hậu nhân, Tuyệt Hàn đế cung cung chủ chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Toàn bộ nguyệt hồn vực bị phong tỏa dưới tình huống, Ngụy Dĩnh trốn chân trời góc biển cũng phải bị moi ra, cơ hồ là nhất định chết. Dĩ nhiên, ngoại giới phát sinh hết thảy, thời khắc này Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh cũng cũng không phát hiện, bọn họ vẫn còn ở kế hoạch dung hợp Thánh Nguyên Chi Tâm sự việc. Hôm nay Diệp Thần hai người, vì hơn nữa dễ dàng dung hợp Thánh Nguyên Chi Tâm, đặc biệt đi tới một nơi liên miên dãy núi bên trong, ở chỗ này tìm một nơi linh khí tràn đầy thung lũng. Giờ phút này, Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh đứng ở trong Thung Lũng Tim, Diệp Thần sắc mặt nghiêm nghị, dẫn đầu xuất thủ. Vù vù. Hoàng Tuyền Đồ một khi thúc dục, liền tản mát ra chấn triệt chư thiên động tĩnh, thậm chí muốn cho cái này liên miên dãy núi cũng sụp đổ sụp xuống. Hoàng Tuyền Đồ chập chờn quá mức cuồn cuộn, toàn bộ dãy núi bên trong hung thú cũng kêu rên lên. Hoàng Tuyền Đồ uy năng quá mức đáng sợ, hiện thế đưa tới hỗn loạn vậy cực kỳ nghiêm trọng, nếu là bị người cố ý nhận ra được, sợ rằng sẽ mang đến vô tận nguy hiểm cũng may diệp thần đã trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng trực tiếp dùng hồng mông khí và linh nguyệt pháp thân đem hoàng tuyền đồ bao phủ lúc này mới không để cho hoàng tuyền đồ cuồn cuộn uy năng cùng hơi thở lưu truyền đi giờ phút này che khuất bầu trời hoàng tuyền đồ trôi lơ lửng ở phía trên khoáng đạt hồng mông khí lưu chuyển diệp thần sắc mặt ngương trọng dùng hết lực lượng toàn thân nắm trong tay hoàng tuyền đồ mà ở diệp thần bên người ngụy dĩnh giờ phút này cũng là nghiêm túc vô cùng chậm rãi đưa ngón tay ra rét lạnh linh khí mãnh liệt ra vù vù. Từng đạo sóng gợn vô căn cứ hiện lên, đầu đuôi tương liên, cuối cùng ngưng tụ thành một mặt đại trận. Mà tại đại trận bên trên, chín tòa hơi thở khoáng đạt cuồn cuộn, hàm chứa vô tận chấn áp sức mạnh to lớn đỉnh lớn hiện lên. Cùng lúc đó, Ngụy Dĩnh cũng là tay trắng thon thon dương lên, chín bụi cây linh dược nhất thời bay ra, phân biệt tiến vào chín tòa đỉnh lớn bên trong. Linh dược ở trong đại điện rất nhanh bị hòa tan, tiếp theo tản mát ra từng đạo màu sắc khác nhau ánh sáng rực rỡ, dung nhập vào đỉnh lớn bên trên để cho đỉnh lớn nhìn qua hơn nữa chân thực. Trong chốc lát, cửu đỉnh chấn thiên trận uy năng tăng nhiều, cường hãn chấn áp lực thậm chí để cho Diệp Thần hai người nhà thung lũng cũng sụp xuống. Mà vào thời khắc này, Ngụy Dĩnh lại lần nữa ra tay, hai nửa Thánh Nguyên Chi Tâm nhất thời bay vào trong đại trận. Không có Ngụy Dĩnh nắm trong tay, Thánh Nguyên Chi Tâm lập tức liền muốn thoát đi phi độn, chỉ là giờ phút này cửu đỉnh chấn thiên trận uy năng bùng nổ, chín tòa đỉnh lớn tản mát ra khoáng đạt thần quang, mơ hồ ngưng tụ thành một khối thế giới, đem cái này thánh nguyên chi tâm bao phủ trong đó. Bất luận thánh nguyên chi tâm dãy ruộng như thế nào, bên trái sông lên bên phải đụng. Vậy căn bản không phá nổi cái này cửu đỉnh chấn thiên trận, thậm chí còn bị cuồn cuộn chấn áp lực động lại ở trung tâm, không thể nhúc nhích. Chính là hiện tại. Thấy một màn này, ngụy Dĩnh trong mắt ánh sáng chớp động, một khắc sau đột nhiên một chỉ điểm ra. Huyền âm chấn nguyên lửa. Ngụy Dĩnh khẽ quát một tiếng, từng đạo phù văn vô căn cứ hiện lên đem thánh nguyên chi tâm bao phủ trong đó ngay sau đó cuồn cuộn ánh lửa sông lên trời không thánh nguyên chi tâm bị ngọn lửa này nướng trong chốc lát nhận ra được không đúng nhất thời điên cuồng dãy ruộng từng đạo khoáng đạt thánh khí cuộn sạch nhưng lại bị ngọn lửa dối rít dung luyện giờ phút này diệp thần như nhìn ra được huyền ẩn chấn nguyên hỏa uy năng còn chưa đủ không thể dung luyện thánh nguyên chi tâm lúc này chân mày cau lại viêm bia ra huyền diễm rơi một đạo linh tính 10 phần ngọn lửa giờ phút này cuộn sạch ra, ngay tức thì dung nhập vào huyền ẩn chấn nguyên hỏa bên trong. Trong chốc lát, ngọn lửa lại lần nữa bạo tăng, đáng sợ sóng nhiệt cuộn sạch mở, thậm chí phải đem cái này liên miên dãy núi cũng nướng khét, vô số cỏ cây giờ phút này cũng hóa thành bụi bậm theo gió mà tán. Ở huyền ẩn chấn nguyên hỏa bên trong, thánh nguyên chi tâm hoàn toàn bùng nổ, đã nhận ra được phải bị dung luyện nguy hiểm, hai nửa thánh nguyên chi tâm lại giống như tim vậy nhảy lên. Bình bịch bịch, đi đôi với mỗi một lần nhảy lên ở giữa đất trời này đều có một cổ cuồn cuộn chập trần ở cuộn sạch tựa như thiên địa tim đang rung động vô tận đại sơn giờ phút này cũng rơi xuống hạ vô số cát bay đá chạy cái này thánh nguyên chi tâm quả nhiên bất phàm lại vẫn có thể ngăn cản ngụy dĩnh thấy một màn này cũng là ánh mắt chấn động hai đạo đại trận trần áp dưới cũng không làm gì được được thánh nguyên chi tâm có thể tưởng tượng thánh nguyên chi tâm hàm chứa như thế nào sức mạnh to lớn huống chi đây cũng không phải là muốn luyện hóa thánh nguyên chi tâm chẳng qua là muốn cho thánh nguyên chi tâm gãy lìa địa phương lại lần nữa hòa tan đem hai nửa thánh nguyên chi tâm dung hợp vào một chỗ mà thôi liền sẽ tạo thành như vậy chấn động quá mức đáng sợ cùng lúc đó diệp thần cũng là hơi biến sắc mặt thánh nguyên chi tâm nhảy lên mang tới dị tượng mười phần rung động hoàng tuyền đồ giờ phút này cũng mơ hồ có loại che đậy không ở cảm giác để cho hắn không thể không nín thở ngương thần toàn tâm toàn ý dụng hết toàn lực để ổn định hoàng tuyền đồ theo huyền ẩn chấn nguyên hỏa không ngừng nướng thánh nguyên chi tâm đập vậy càng phát ra kịch liệt truyền ra chập trờn hơn nữa cuồn cuộn diệp thần cắn chặt hàm răng chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng ở cực nhanh tiêu hao muốn mượn hoàng tuyền đồ tới che đậy thánh nguyên chi tâm dung hợp chập trờn đối với hắn mà nói cũng là một loại khảo nghiệm bất quá mặc dù như vậy ngược lại cũng có một chuyện tốt phát sinh đó chính là thánh nguyên chi tâm ở huyền ẩn chấn nguyên hỏa nướng dưới vết nứt chỗ đã bắt đầu chậm rãi hòa tan ngụy dĩnh đang đang ngưng tụ lực lượng toàn thân thử đem hai nửa thánh nguyên chi tâm đối tiếp chung một chỗ. Vù vù, hai nửa thánh nguyên chi tâm chỗ gãy tương dính chung một chỗ, một khắc sau, một đạo khoáng đạt thánh khí trùng tia sáng liền đột nhiên sông lên trời không, thẳng tác động ở phía trên cửu đỉnh chấn thiên trận trên, Xít nữa đem cửu đỉnh chấn thiên trận đánh vỡ. Thấy vậy, Diệp Thần hơi biến sắc mặt, nếu như cửu đỉnh chấn thiên trận bị đánh vỡ, đến lúc đó thánh khí liền sẽ thẳng sông lên lên, nếu như hoàng tuyền đồ không ngăn được, cái này thánh nguyên chi tâm dung hợp chập chờn liền sẽ truyền đến ngoại giới sẽ đưa tới đại phong hiểm khó trách nguyệt hồn ma nữ trước nói qua thánh nguyên chi tâm dung hợp sẽ mang đến vô cùng đáng sợ dị tượng thậm chí sẽ làm cho cả vực ngoại chấn động để cho diệp thần vạn phần chú ý vào giờ phút này theo hai nửa thánh nguyên chi tâm chỗ gãy càng phát ra gần sát từng đạo khoáng đạt thánh khí trùng tia sáng vậy tiếp liền lên không ngừng va chạm ở cửu đỉnh chấn thiên trận trên cũng may ngụy dĩnh nắm trong tay đại trận thực lực hùng hồn đại trận mặc dù chấn động nhưng vẫn như cũ vững chắc mà theo thánh nguyên chi tâm không ngừng dung hợp dị tượng vậy xảy ra thay đổi chẳng những có một từng đạo thánh khí trùm tia sáng phóng lên cao toàn bộ cửu đỉnh trấn thiên trận bên trong cuồn cuộn thánh khí vô căn cứ hiện lên ở trong hư không lưu chuyển thánh khí càng ngày càng nhiều tựa như vô cùng vô tận cuối cùng mà lại ở cửu đỉnh trấn thiên trận bên trong hóa thành một đạo to lớn thánh khí gió bão khắp nơi tàn phá để cho cửu đỉnh chấn thiên trận cũng chấn động không nghỉ còn có thể kiên trì ở sao giờ phút này diệp thần nhìn về phía ngụy dĩnh có chút bận tâm hỏi ngụy dĩnh đang dùng hết toàn lực nắm trong tay đại trận dung hợp thánh nguyên chi tâm nghe được diệp thần mà nói như là kiên định cắn một cái hàm răng không đến cực hạn ta có nắm chắc đem cái này thánh nguyên chi tâm hoàn toàn dung hợp ngụy dĩnh tự tin vô cùng mở miệng nói dẫu sao nguyệt hồn ma nữ cho dung luyện phương pháp hai đạo đại trận cũng khá là bất phàm hơn nữa Diệp Thần mượn linh dược cùng linh tính ngọn lửa, Ngụy Dĩnh vẫn rất có nắm bắt. Nghe vậy, Diệp Thần yên tâm lại, gật đầu một cái, đồng thời không quên dặn dò, nếu như khó mà duy trì, liền lập tức dừng lại tới. Được, Ngụy Dĩnh trong mắt lóe lên lau một cái ánh sáng mềm, ngay sau đó đáp ứng. Vào giờ phút này, cửu đỉnh trấn thiên trận bên trong tàn phá bừa bãi thánh khí gió bão càng phát ra lớn mạnh, thậm chí đều phải nối liền trời đất, mà từng đạo thánh khí trùng tia sáng vậy càng phát ra khoáng đạt. Tương đối phù hợp, Thánh Nguyên Chi Tâm dung hợp vậy đến thời khắc mấu chốt, Diệp Thần có thể thấy hai nửa Thánh Nguyên Chi Tâm chỗ gãy, giờ phút này phần lớn đã dung hợp, giống như chất lỏng vậy dính dính chung một chỗ. Ở cửu đỉnh trấn thiên trận trấn áp dưới, hai nửa Thánh Nguyên Chi Tâm mặc dù hết sức kháng cự, nhưng vậy đang chậm rãi đến gần, nhìn dáng dấp muốn hoàn toàn dung hợp Thánh Nguyên Chi Tâm, hẳn không tới quá lâu. Chỉ là đến hôm nay thời khắc mấu chốt, Diệp Thần trong lòng nhưng là dâng lên vẻ bất an, tựa hồ có không tốt sự việc muốn phát sinh không tốt. Ngay tại lúc này, Diệp Thần nghe được Ngụy Dĩnh một tiếng thét kinh hãi, nhất thời sắc mặt đại biến, sợ là phiền toái tới. Giờ phút này, Diệp Thần vội vàng hướng Thánh Nguyên Chi Tâm nhìn, hắn nhận ra được cổ quái chập chờn chính là từ Thánh Nguyên Chi Tâm chỗ ở vị trí truyền tới. Không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình, Diệp Thần đây là thông suốt phát hiện, Thánh Nguyên Chi Tâm vết nứt dung hợp địa phương. Giờ phút này lại bộc phát ra từng đạo khoáng đạt vô cùng, khi thế chấn triệt chư thiên cùng bạo sấm sét màu vàng lôi đình này cũng không phải là chân chính sấm sét và diệp thần như nhau trải qua lôi kiếp hoàn toàn không cùng. đây hoàn toàn là do thánh khí ngưng tụ phảng phất như là thánh nguyên chi tâm muốn dung hợp cần thông qua lôi kiếp vậy. giờ phút này cái này thánh khí sấm sét bộc phát ra lại xông vào cửu đỉnh chấn thiên trận bên trong dung hợp đến thánh khí trùng tia sáng cùng thánh khí gió bão bên trong trong chốc lát trùng tia sáng cùng gió bão uy năng đại tăng cửu đỉnh chấn thiên trận cũng chấn không đè ép được trực tiếp bị đánh vỡ. oanh Từng đạo thánh khí trùm tia sáng cùng gào thét cuồn cuộn thánh khí gió bão nhất thời sông lên trời không, thẳng tắp đánh về phía trên bầu trời vô cùng vô tận hồng mông khí, cái này hồng mông khí bên trong chính là cất giấu hoàng tuyền đồ. Thấy một màn này, Diệp Thần cũng là hơi biến sắc mặt, cái này thánh khí trùm tia sáng cùng thánh khí gió bão đột phá đại trận ngay tức thì, lại để cho bốn phía hư không biến dạng, hoàng tuyền đồ có thể chặn cái này xông lên đụng tới chùm tia sáng cùng gió bão, nhưng là bọn chúng hơi thở nhưng thì không cách nào che đậy không nghĩ tới cái này thánh nguyên chi tâm lực lượng lại có thể đem hư không cũng biến dạng diệp thần lạnh lùng nói giờ phút này bốn phía hư không hiện lên từng đạo đen nhánh thâm thúy lối đi vô cùng vô tận thánh khí và cuồn cuộn giống như tim đập vậy chập chờn cuộn sạch ra thấy một màn này diệp thần liền rõ ràng lần này nguy rồi thánh nguyên chi tâm lực lượng cường đại dường nào cái này dung hợp chập chờn truyền ra ngoài sợ rằng sẽ lập tức chấn động toàn bộ vực ngoại nguy hiểm tùy thời cũng sẽ hạ xuống chỉ là lúc này Thánh Nguyên Chi Tâm đến dung hợp thời kỳ mấu chốt, Ngụy Dĩnh như là không thể buông tay bỏ mặc, nhất định phải toàn lực nắm trong tay đại trận dung hợp Thánh Nguyên Chi Tâm. Hôm nay nếu như dừng lại, chẳng những Thánh Nguyên Chi Tâm có thể sẽ vì vậy mà bị tổn thương, Ngụy Dĩnh cũng vô cùng có thể sẽ bị cắn trả chết. Quả nhiên, Ngụy Dĩnh thời khắc này hơi thở chấn động không nghỉ, nhìn qua giống như là gặp cắn trả. Mà vào lúc này, Ngụy Dĩnh cũng là nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt mang theo ái náy, thật xin lỗi. Ta không nhận ra được thánh nguyên chi tâm lại đột nhiên bộc phát ra như vậy dị động. Thánh nguyên chi tâm dung hợp sinh ra chập chờn quá cuồn cuộn, rất nhanh sẽ có phiền toái hạ xuống, ta đi bây giờ không cởi, ngươi rời đi trước đi. Ngụy Dĩnh nhìn Diệp Thần nghiêm túc nói, ánh mắt chỗ sâu có lưu luyến vẻ, chỉ là đáng tiếc, cái này thánh nguyên chi tâm sợ rằng phải rơi vào người khác trong tay. Không. Giờ phút này, nghe Ngụy Dĩnh mà nói, Diệp Thần như là kiên quyết nhìn đối phương, không cho phép nghi ngờ lắc đầu một cái ta không thể nào bỏ ngươi rời đi, huống chi, dung hợp cái này thánh nguyên chi tâm là ngươi trợ giúp ta, hôm nay xảy ra phiền toái, ta làm sao có thể rời đi. Diệp thần ánh mắt thâm trầm, nhìn về phía từng đạo tê liệt hư không lối đi, chuyện cho tới bây giờ, nói những thứ này đã không có dùng. Nếu thánh nguyên chi tâm dung hợp chập chờn đã truyền ra ngoài, liền không cần lại băn khoăn cái gì, ngươi tăng nhanh dung hợp tốc độ. Nếu là có thể ở những người này đuổi trước khi tới dung hợp thành công, ta ngươi hai người nhân cơ hội rời đi liền tốt nhất nếu như những thứ này mang trong lòng tâm mơ ước trước người tới, ta cũng sẽ toàn lực giữ được người. Nghe được Diệp Thần cái này cam kết, Ngụy Dĩnh trong mắt lóe lên lau một cái cảm động. Ngụy Dĩnh rất rõ ràng Diệp Thần làm người, biết Diệp Thần nói sẽ không rời đi, bất luận như thế nào cũng không biết đi. Thà dừng lại, còn không bằng dựa theo Diệp Thần nói, mau sớm dung hợp thánh nguyên chi tâm, ở những người đó đuổi trước khi tới rời đi, như vậy có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Ngụy Dĩnh ánh mắt kiên định xuống, ngay sau đó cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, toàn tâm toàn ý dung hợp thánh nguyên tri tâm. Mà ở bên kia, Diệp Thần nhưng là sắc mặt ngương trọng, khi thế bùng nổ, hạ định quyết tâm, đem hết toàn lực bảo vệ ngụy dĩnh cùng thánh nguyên tri tâm. Chỉ là giờ phút này, Diệp Thần trong lòng cũng rất rõ ràng, thánh nguyên tri tâm lực lượng quá mức bảng bạc, dẫn tới người chỉ sợ cũng là cực kỳ cường đại tồn tại, mình lực lượng không nhất định có thể đỡ nổi đối phương. Thánh nguyên tri tâm thậm chí sẽ trêu chọc cao nhất tồn tại mơ ước, như là địch nhân như vậy đến, Diệp Thần hoàn toàn không là đối thủ của đối phương. Lúc này chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Cùng lúc đó, ở vực ngoại cùng thượng giới, giờ phút này cũng là rơi vào một phiến hỗn loạn bên trong. Thánh nguyên tri tâm dung hợp chập trờn đã hoàn toàn truyền ra tới, một ít kiến thức rộng người cũng là thời gian đầu tiên liền nhận ra được, đây là thánh nguyên tri tâm tái xuất giang hồ. Hừ, cái này cùng thần vật, ở vô số năm trước đột nhiên biến mất, hôm nay lại lần nữa xuất hiện, nhưng là vì ta chuẩn bị, ta nhất định phải đạt được cái này Thánh Nguyên Chi Tâm. Chỉ bằng ngươi, cái này cùng thần vật há là ngươi cái này lão bất tử có thể mơ ước. Trông cậy vào Thánh Nguyên Chi Tâm trợ giúp ngươi đột phá đến cao nhất cảnh giới, làm ngươi mộng đẹp đi. Ha ha ha, các vị không nên ồn ào, cái này Thánh Nguyên Chi Tâm là ta, các ngươi cũng đừng nghĩ. Giờ phút này, từng đạo khoáng đạt cùng bạo, chấn áp chư thiên cuồn cuộn thần âm ở trong hư không truyền, đây là mạnh mẽ tồn tại ở trao đổi thực lực thấp kém người căn bản là không phát hiện được. Những thứ này mạnh mẽ tồn tại trao đổi đồng thời, cũng là dối rít biến dạng không gian, hướng thánh nguyên chi tâm truyền ra chập chờn địa phương tập kích bất ngờ đi. Chỉ là những người này cũng không biết, giờ phút này có hai đôi lạnh như băng ánh mắt, cao cao tại thượng nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Thấy bọn họ những cường giả này lên đường muốn tranh đoạt thánh nguyên chi tâm, nhưng là lộ ra cực kỳ ánh mắt khinh thường. Hừ, một đám tên hề nhảy nhót, cũng dám mơ ước thánh nguyên chi tâm thượng giới, rộng lớn bàng bạc, chấn áp chư thiên cung điện bên trong, Huyền Cơ Nguyệt nhìn chăm chú hết thảy các thứ này, khóe miệng miệng nhất một cái uy nghiêm độ cong. Thánh Nguyên Chi Tâm là bản nữ hoàng, lần trước Thánh Nguyên Chi Tâm xuất hiện, bổn hoàng vận dụng hết thảy lực lượng, muốn từ Lục Đạo Tông trong tay đạt được Thánh Nguyên Chi Tâm, nhưng chưa từng nghĩ Thánh Nguyên Chi Tâm đột nhiên biến mất. Hôm nay Thánh Nguyên Chi Tâm lại lần nữa xuất hiện, nhưng cho không được người bất kỳ chấm mút, ta nhất định phải đạt được nó vật này đối với ta lại nói ý nghĩa quá mức trọng đại, tuyệt đối không cho sơ thất. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt chớp động, một khắc sau ngón tay bắt pháp quyết, liền vận dụng một đạo phân thân, giống vậy biến dạng không gian, hướng Thánh Nguyên Chi Tâm chập chờn chuyển tới địa phương đi. Mà ở bên kia, Đế Uyên trong điện, một đầu tóc bạc, thư hùng mặc phân biệt Đế Thích Thiên ánh mắt nhìn chăm chú hư không, lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng. Những thứ này trong ngày thường phối hợp ăn chờ chết đồ, thấy Thánh Nguyên Chi Tâm lại lần nữa xuất thế, lại tất cả đều chạy ra ngoài. Bất quá chỉ bằng các ngươi, vậy Mưu Toàn đạt được Thánh Nguyên Chi Tâm, vật này là bổn tôn. Đế Thích Thiên khí thế bùng nổ, làm cho cả Đế Uyên Điện cũng rơi vào khủng hoảng bên trong. Đế Thích Thiên khí thế chấn động toàn bộ Đế Uyên Điện, một khắc sau hắn ánh mắt chớp động, nhưng là lại lần nữa yên lặng xuống, bất quá một đạo phân thân nhưng là giống vậy biến dạng hư không, trực tiếp hướng Thánh Nguyên Chi Tâm truyền tới chập chờn địa phương tập kích bất ngờ đi huyền cơ nguyệt cùng đế thích thiên cũng phái ra phân thân mà vào thời khắc này thung lũng bên trong diệp thần sắc mặt vậy hoàn toàn ngương trọng diệp thần đã bé nhạy nhận ra được lại có một từng đạo hơi thở chập chờn tất cả đều vào thời khắc này truyền tới cái này tỏ rõ có vô số cường giả ở biến dạng không gian muốn hạ xuống những người này thật đúng là lỗ mũi chó đủ khéo léo diệp thần không nhịn được mắng một tiếng thánh nguyên chi tâm chập chờn mới truyền ra không bao lâu nhiều cường giả như vậy liền muốn hạ xuống mình ứng đối một cái hai cái không đúng còn có cơ hội, nhưng là nhiều người như vậy. Tập 1922. Giờ phút này, từng đạo không gian lối đi biến dạng, khoáng đạt khí tức bằng bạc truyền lưu ra, đây là càn khôn kính hơi thở, hơn nữa tới nơi này, thực lực thấp nhất cũng là càn khôn kính. Ha ha ha, ta là cái đầu tiên, thánh nguyên chi tâm là ta. Giờ phút này, một đạo giàn đua tiếng cười lớn truyền tới, ngay sau đó một cánh tay liền từ tê liệt không gian trong lối đi đưa ra tới cánh tay này đen nhánh một phiến phía trên còn phủ đầy miếng vảy mơ hồ tới giữa có cổ quỷ dị vô hình hắc ám chập chờn truyền giờ phút này cánh tay này trực tiếp coi thường diệp thần thì đi bắt lấy thánh nguyên chi tâm mà diệp thần nhận ra được đối phương lực lượng cũng là sắc mặt biến ảo cái này bất ngờ là một tôn càn khôn cảnh cường giả hơn nữa ở càn khôn cảnh bên trong chắc cũng là xếp hạng thứ trước rất có thể là ẩn núp liền vô số năm tháng lão quái vật diệp thần nhận ra được mình căn bản không cách nào dung chuyển đối phương thậm chí vận dụng huyết nguyệt đồ thiên trảm cũng chỉ có thể đem cánh tay của đối phương chém xuống, không cách nào chém chết. Mặc dù như vậy, Diệp Thần nhưng vẫn phải ra tay, hắn cần phải bảo vệ tốt Thánh Nguyên Chi Tâm cùng Ngụy Dĩnh. Chỉ là làm Diệp Thần mới vừa nhắc tới Lạc Trần Hàng Long kiếm lúc đó, một đạo tiếng cười lạnh vậy đột ngột vang lên. Chỉ bằng ngươi cái này lão già kia, cũng muốn chấm mút Thánh Nguyên Chi Tâm. Giờ phút này, một đạo hàn quang đột nhiên chợt hiện từ diệp thần bên trái tê liệt trong không gian bạo giết ra ngay tức thì chúng mục tiêu đen nhánh cánh tay ầm giờ phút này cánh tay ầm ầm nổ tung vô số màu đen máu bắn tung tóe đến trong hư không lại để cho hư không cũng hủ xấu xa cùng lúc đó mới vừa thanh âm già nua vậy phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương giọng bên trong hàm chứa một cổ cùng nội ý đáng chết đồ khốn lại dám tổn thương ta oanh thanh âm già nua nhà không gian lối đi giờ phút này bỗng nhiên bị chống đỡ lớn tiếp theo một tôn vóc người dị thường cao lớn giống như cự nhân vậy cả người đe nhánh đầu tóc bạc trắng ông già trực tiếp từ không gian trong lối đi ép ra ngoài giờ phút này ông già nổ banh cánh tay ở cực nhanh phục hồi như cũ hắn vận dụng khác một cánh tay giò nhập mới vừa bắn ra hàn quang không gian trong lối đi cuồng nộ vô cùng muốn bóp chết đối phương hừ thật là không có đầu óc đổ. giờ phút này bắn ra hàn quang lối đi bên trong lại truyền tới một tiếng khinh thường thanh âm tiếp theo một chuôi khí lạnh uy nghiêm, sắc bén cực kỳ trường kiếm tàn phá ra. Ông lão khác một cánh tay giờ phút này vậy ầm ầm nổ tung, một đạo cả người bao phủ ở sắc bén ở giữa bóng người vọt ra. Lão già kia, cái này thánh nguyên chi tâm không phải ngươi có thể chấm mút đồ, vẫn là lập tức cút đi. Hai vị, thánh nguyên chi tâm là ta mới đúng. Giờ phút này, lại là một đạo thân ảnh đột nhiên lao ra, đây là một vị ma khí ngất trời tồn tại, dài đầu lâu giữ tợn sau lưng còn có đối với máu tươi đầm đìa bể tan tành vũ rực nhưng khí tức trên người nhưng cực kỳ đáng sợ mà vào thời khắc này từng đạo bóng người tiếp liền không ngừng từ không gian trong lối đi lao ra điều này hiển nhiên cũng là vì thánh nguyên chi tâm mà đến cường giả thấy những người này giờ phút này vừa xuất hiện liền vung tay còn không ngừng phát ra tức giận mắng châm chọc nói như vậy diệp thần trợn mắt hốc mồm nguyên bản diệp thần lấy là mình muốn bảo vệ thánh nguyên chi tâm phải bỏ ra vô cùng giá thật lớn chỉ là không nghĩ tới những tên này hoàn toàn không có đem mình cùng Ngụy Dĩnh coi ra gì. Ở những cường giả này trong mắt, Thánh Nguyên Chi Tâm đã là bọn họ vật trong túi, Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh cảnh giới bọn họ căn bản không để ý, ngược lại là cái khác người đến bị bọn họ coi là uy hiếp. Vì vậy, những người này vừa xuất hiện liền vung tay, toàn bộ thung lũng giờ phút này hóa thành một phiến luyện ngục, cuồng bạo chiến ý thậm chí làm cho cả dãy núi chấn động. Giờ phút này, Toàn lực duy trì Thánh Nguyên Chi Tâm dung hợp Ngụy Dĩnh cũng là kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện như vậy cục diện. Bất quá giờ phút này Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, những người này mục đích đều là Thánh Nguyên Chi Tâm, bất luận những người này như thế nào tranh đấu, cuối cùng cũng sẽ cùng Diệp Thần hai người phát sinh mâu thuẫn. Phải nghĩ biện pháp. Diệp Thần ánh mắt thâm thúy, những cường giả này khó đối phó, huống chi nhiều người như vậy hiện tại thừa dịp bọn họ đang tranh đấu bên trong, hẳn nghĩ đến đường lui, tốt nhất có thể mang thánh nguyên chi tâm yên ổn rời đi. Bất quá đối mặt những người này, hiển nhiên rất khó tìm kế hoạch hoàn mỹ, diệp thần tạm thời vậy không nghĩ ra được. Nhưng vào lúc này, thuộc về cùng bạo chiến trường bên trong thung lũng bên trên, một cổ trấn nhiếp chư thiên, thống ngự vạn cổ cao nhất đế uy đột nhiên hạ xuống. Khi thế bàng bạc ngay tức thì đè một đám cường giả hô hấp ngưng trọng, rồi rít sợ hãi ngẩng đầu lên, xem hướng lên trên cái này thánh nguyên chi tâm không phải các ngươi có thể mơ ước mau thối lui giờ phút này một đạo kiêu ngạo mười phần tràn đầy không thể hoài nghi uy nghiêm thanh âm vang lên diệp thần vậy ngẩng đầu nhìn lại một khắc sau không khỏi con ngươi hơi co lại lại là huyền cơ nguyệt đến tới nơi này hiển nhiên không phải huyền cơ nguyệt bản thể chỉ là một đạo phân thân nhưng ẩn chứa lực lượng vậy cực kỳ mạnh mẽ huống chi cái này phân thân đại biểu huyền cơ nguyệt ý chí uy nghiêm đó là uy nghiêm vô thượng tại chỗ một phần chia cường giả có thể không sợ cái này phân thân, nhưng lại không thể không cân nhắc phân thân sau lưng bản thể, lực lượng kia không phải bọn họ có thể đối kháng. Chỉ là đối mặt thánh nguyên chi tâm, những cường giả này lại không muốn lúc này buông tha, đây là bọn họ nhất phi trùng thiên cơ hội. Liên huyền cơ nguyệt cái này cùng tồn tại cũng đối với thánh nguyên chi tâm như vậy coi trọng, thánh nguyên chi tâm mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Nếu như bọn họ đạt được, chưa chắc không thể cùng huyền cơ nguyệt ngồi ngang hàng, đến lúc đó liền không cần sợ đối phương. Giờ phút này, Huyền Cơ Nguyệt thấy cái này rất nhiều cường giả ánh mắt chớp động, nhận ra được bọn họ tâm tư, nhất thời sắc mặt lạnh lùng, cuồng bạo đế uy cuộn sạch xuống. Một đám thứ không biết chết sống, còn dám tim mang ý xấu. Huyền Cơ Nguyệt lạnh lùng nói, một khắc sau bàn tay vung lên, một phiến bảng bạc ánh sáng tím cuồn cuộn cọ rửa xuống. Thấy cái này cuồn cuộn ánh sáng tím, một đám cường giả dối rít sắc mặt đại biến. Tử vi số mệnh thuật Có cường giả kinh hô thành tiếng, Giờ phút này bọn họ chỉ cảm thấy tự thân số mệnh không đang nắm trong tay, nhất thời sợ hãi vạn phần, tử vi số mệnh thuật đáng sợ bọn họ cũng từng nghe nói. Mà vào thời khắc này, ánh sáng tím đã cuồn cuộn tẩy quét xuống, không hề thiếu cường giả bị ánh sáng tím ánh chiếu, ngay tức thì thân thể nổ tung, từng cái chết tướng mạo cực kỳ thảm thiết. Huyền cơ nguyệt vận dụng tử vi số mệnh thuật, ra tay một cái liền đem một đám cường giả lau đi liền gần như một nửa. Những người còn lại vậy học máu liền liền, cái này làm cho một đám cường giả ánh mắt kinh hãi. Bọn họ vậy hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương bất quá một đạo phân thân, thì có đáng sợ như vậy lực lượng, nếu là thật thân hạ xuống, bọn họ chỉ sợ ở bị một trưởng toàn bộ đập chết. Giờ phút này, đối mặt huyền cơ nguyệt bá đạo, một đám cường giả nhưng là lại cũng không dám đối với thánh nguyên chi tâm ôm có tâm tư, liền vội vàng xoay người rời đi. Rất nhanh, trước từng cái miệng ra cùng ngôn, tuyên bố phải đem thánh nguyên chi tâm làm của riêng phách lối vô cùng cường giả liền toàn cũng giống như con chuột qua đường vậy áo não thoát đi, chỉ còn lại huyền cơ nguyệt mình. Đối mặt những thứ này người rời đi, huyền cơ nguyệt phân thân cũng không lại lần nữa ra tay, dẫu sao nàng phân thân lực lượng có hạn, ra tay chấn nhiếp một phen tạm được, nếu là thật phải đem những người này tất cả đều chém chết, sợ rằng lực không hề bắt. Trong chốc lát, thung lũng bên trong liền chỉ còn lại huyền cơ nguyệt cùng diệp thần hai người. Huyền cơ nguyệt ánh mắt lóe lên nhìn trôi lơ lửng ở giữa không trung, bị cửu đỉnh chấn thiên trận, cùng với huyền ẩn chấn nguyên hỏa chấn áp dung hợp thánh nguyên chi tâm, khóe miệng miệng nhất một cái độ cong. Một khắc sau, Huyền Cơ Nguyệt nhìn về phía Diệp Thần, nhưng phát giác Diệp Thần trên mình bị một tầng mông lung sương mù che đậy, không thấy rõ tướng mạo, mà một bên Ngụy Dĩnh cũng giống như vậy. Rất hiển nhiên, cái này hai người vận dụng một ít thủ đoạn che đậy mình hơi thở cùng tướng mạo, bất quá Huyền Cơ Nguyệt đối với lần này không thèm để ý chút nào. Ngược lại, Huyền Cơ Nguyệt nhìn vẫn ở chỗ cũ toàn lực dung hợp Thánh Nguyên Chi Tâm Ngụy Dĩnh, khóe miệng miệng nhếch một cái độ cong, trên mình đế uy không tự kìm hãm được khuếch tán ra, chấn áp xuống. Rất tốt, đem cái này Thánh Nguyên Chi Tâm dung hợp, sau đó giao cho ta." Huyền Cơ Nguyệt mở miệng nói, sau đó liền yên tĩnh đứng ở trong hư không chờ đợi. Huyền Cơ Nguyệt tự tin, nếu nàng công khai ra mặt, liền không người nào dám sẽ cùng nàng tranh đoạt Thánh Nguyên Chi Tâm. Mà muốn dung hợp Thánh Nguyên Chi Tâm, cũng đích xác cần phải hao phí một ít tâm thần, trọng yếu hơn chính là Ngụy Dĩnh đã đến thời khắc mấu chốt không tốt cắt đứt, vì vậy Huyền Cơ Nguyệt mới chịu nhịn tính tình để cho Ngụy Dĩnh dung hợp sau giao cho nàng. Nghe được Huyền Cơ Nguyệt cái này bên mặt hất hàm sai khiến lời nói, Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt lạnh lùng. Huyền Cơ Nguyệt muốn lấy được được Thánh Nguyên Chi Tâm, Diệp Thần hai người nhưng thì không muốn giao cho nàng, chỉ là đối phương cái này phân thân thực lực quá mạnh mẽ, căn bản khó mà phản kháng. Ngay tại lúc này, hư không lại độ truyền tới chấn động, ngay sau đó một đạo khí thế khoáng đạt, có vô tận sức mạnh to lớn bao phủ bóng người vậy giống vậy hạ xuống. Đối phương thân thể bao phủ ở một phiến hắc vụ bên trong, không thấy rõ tướng mạo, nhưng là thấy đối phương, mọi người ở đây nhưng dối rít con người co rúc một cái. Đế thích thiên. Giờ phút này, bất luận là huyền cơ nguyệt vẫn là diệp thần, tất cả đều liếc mắt nhận ra người tới thân phận. Dĩ nhiên, cái này người đến cũng không đế thích thiên bổn tôn, đồng dạng là một đạo phân thân, bất quá mặc dù như vậy, huyền cơ nguyệt sắc mặt vậy âm trầm. À, không nghĩ tới ngươi vậy đến. Giờ phút này, đế thích thiên bao phủ ở trong bóng tối phân thân thấy huyền cơ nguyệt, giọng nghìn ngẫm nói. Hừ, ngươi cũng muốn chấm mút cái này thánh nguyên chi tâm. Ta nói cho ngươi, vật này là ta. Huyền cơ nguyệt bá đạo vô cùng, thánh nguyên chi tâm đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu, chỗ dùng cực lớn, hú chi nếu như rơi vào đế thích thiên trong tay. Rất có thể cho đế thích thiên mang đến thiên đại chỗ tốt, vì vậy nàng quả quyết không thể nào để cho đế thích thiên lấy đi ha ha, cái này cùng thần vật từ trước đến giờ là người có duyên có, ngươi nói là ngươi chính là ngươi. Đế thích thiên ngửa mặt lên trời cười to, sau đó giọng dừng lại, đưa mắt nhìn huyền cơ nguyệt, thánh nguyên chi tâm ta lớn có chỗ dùng, vật này giao cho ta, ta có thể cho ngươi cái khác yêu cầu. Đừng lấy là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, muốn thánh nguyên chi tâm, không thể nào. Huyền cơ nguyệt không nhường chút nào, thánh nguyên chi tâm không phải một rời đồ có thể so sánh, nàng không thể nào cùng đế thích thiên trao đổi mà Huyền Cơ Nguyệt cự tuyệt, cũng để cho Đế Thích Thiên ánh mắt đột nhiên rét lạnh đứng lên, khoáng đạt khí thế tàn phá, toàn bộ thương khung đều ở đây chấn động, hiển nhiên Đế Thích Thiên thật sự nổi giận. Giờ phút này, Đế Thích Thiên mắt lạnh nhìn về phía Huyền Cơ Nguyệt, mở miệng nói, xem ra ngươi là muốn đánh một trận. Hừ, chẳng lẽ ta sợ ngươi sao? Nghe nói như vậy, Huyền Cơ Nguyệt giống vậy khí thế bùng nổ, mở miệng phẫn nộ quát. Được, vậy hãy để cho ta xem xem những năm này ngươi có cái gì tiến bộ? Đế thích thiên cười lạnh một tiếng, một khắc sau đột nhiên ra tay, từng đạo khoáng đạt thiên đao cuộn sạch ra. Hồng mông khí vô căn cứ hiện lên, bầu trời vào thời khắc này biến dạng, nhật nguyệt đều tựa như phải bị chảm phá. Phách đao thiên thư Thấy đế thích thiên ra tay, huyền cơ nguyệt sắc mặt đông lại một cái, một khắc sau trong tay một thanh trường kiếm hiện lên. Hoàng vũ chấn thế chảm Huyền cơ nguyệt khẽ quát một tiếng, trường kiếm bỗng nhiên chém ra, từng đạo thần mang sáng chói sắc bén khó khăn ngăn cản thần hoàng vũ rực bung ra ngay tức thì nghênh hướng từng đạo thiên nào bình bịch bịch giờ phút này khoáng đạt vô cùng hủy thiên diệt địa đánh vào cuộn sạch mở bốn phía hết thảy đều bị mất đi hư không không ngừng sụp đổ đã một bộ mặt thế cảnh tượng thấy đế thích thiên cùng huyền cơ nguyệt va chạm hình ảnh diệp thần ánh mắt chấn động cái này hai người thực lực xác thực vô cùng cường hãn đơn giản là chấn động thước cổ kim ra tay một cái lại để cho hắn có cảm giác giận cả tóc gáy. Vẹn vẹn là hai người thần thông thuật pháp và chạm lúc sinh ra đánh vào, đều có thể để cho một vị càn khôn cảnh cường giả trọng thương. Bất quá giờ phút này hai người nhưng cũng phân ra một phần lực lượng, bảo vệ phía dưới Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh, không để cho bọn họ bị thương tổn. Cái này dĩ nhiên không phải Đế Thích Thiên cùng Huyền Cơ Nguyệt Hảo Tâm phải bảo vệ Diệp Thần hai người. Bọn họ chú ý nhưng thật ra là vì bảo vệ cửu đỉnh Trấn Thiên trận không bị công kích của bọn họ ảnh hưởng. Dẫu sao Ngụy Dĩnh giờ phút này dung hợp Thánh Nguyên Chi Tâm đã đến thời khắc mấu chốt, nếu như bọn họ chiến đấu đánh vào phá hư cửu đỉnh trấn thiên trận, Thánh Nguyên Chi Tâm dung hợp rất có thể sẽ không may xuất hiện, đến lúc đó Thánh Nguyên Chi Tâm đều có thể mất đi, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Trên bầu trời, Huyền Cơ Nguyệt cùng Đế Thích Thiên vung tay, từng đạo khoáng đạt thần thông không ngừng cuộn sạch va chạm, dường như muốn để cho thiên địa cũng vang tung tóe, để cho nhật nguyệt cũng lật. Giờ phút này, Đế Thích Thiên cùng Huyền Cơ Nguyệt chiến đấu càng phát ra tiêu lửa đốt, hắn nhận ra được phía dưới Thánh Nguyên Chi Tâm sắp dung hợp, không khỏi không nhịn được, không khỏi trong lòng giận quát một tiếng. Kỳ Quỷ Tâm Ma Quang. Hư không đột nhiên sụp đổ, ở Đế Thích Thiên trước người bể tan tành trong hư không, từng đạo quỷ dị vô hình ánh sáng lưu truyền tới, ở Đế Thích Thiên trước người hội tụ. Tia sáng này cho người cảm giác vô cùng là không thoải mái, thậm chí xem một chút liền vô số tà niệm mọc um tùm những thứ này tà niệm muốn từ trong lòng chui ra ngoài đem người đang sống cắn nuốt hết. Những thứ này ánh sáng còn đang không ngừng dung hợp, ở đế thích thiên trước người trong hư không hóa thành một đạo sâu thẳm quỷ dị màu xám cho thần quang, quỷ dị chập chờn càng phát ra mãnh liệt. Thấy cái này màu xám cho thần quang, Huyền Cơ Nguyệt con ngươi hơi co lại, mơ hồ nhận ra được chí mạng nguy hiểm, một khắc sau đột nhiên trong lòng khẽ quát một tiếng. Vạn Hoàng Thần Dương kiếm. Huyền Cơ Nguyệt hai tay cầm kiếm, giờ khắc này ở trên trường kiếm, lại có vô tận thần hoàng lửa hừng hực cháy, khoáng đạt cuồn cuộn thần dương ngọn lửa dung luyện chư thiên, phai mở hoàn vũ. Giờ phút này, Đế Thích Thiên cùng Huyền Cơ Nguyệt mắt đối mắt, uy nghiêm sát ý va chạm, kỳ quỷ tâm ma quang vào lúc này ầm ầm bùng nổ, hướng Huyền Cơ Nguyệt đập vào mặt, mà Huyền Cơ Nguyệt vậy giống vậy một kiếm đâm ra, cuồn cuộn khoáng đạt thần dương ngọn lửa cuộn sạch thương khung. Cái này thần dương ngọn lửa thậm chí hóa thành một đầu thần dị đặc biệt, phảng phất chân thực sinh linh vậy thần hoàng hướng kỳ quỷ tâm ma quang dương ra miệng to, muốn trực tiếp nuốt vào. Một khắc sau, thần hoàng một hơi đem kỳ quỷ tâm ma quang nuốt vào, ngay sau đó, thần hoàng thân thể liền giống như là khí cầu như nhau không ngừng va chạm, một khắc sau ẩm ẩm nổ tung. Oanh! Trong chốc lát, khoáng đạt cuồn cuộn đánh vào cuốn đi bốn phía, dọc đường hết thảy hư không toàn bộ sụp đổ mất đi. Cái này vô cùng lực lượng để cho đế thích thiên cùng huyền cơ nguyệt sắc mặt đều là khẽ biến. Cái này đánh vào đế thích thiên cùng huyền cơ nguyệt không sợ, nhưng là nếu như ảnh hưởng đến phía dưới cửu đỉnh trấn thiên trận, để cho ngụy dĩnh dung luyện thánh nguyên chi tâm độ tiến triển chịu ảnh hưởng, bọn họ coi như khó làm. Giờ phút này, Đế Thích Thiên không khỏi một trường vung ra, cuồn cuộn sức mạnh to lớn cuộn sạch, hồng mông hơi thở hiện lên, trực tiếp đem phía dưới đại trận bao phủ trong đó. Tập 1923. Bên kia, Huyền Cơ Nguyệt cũng giống như vậy, đế uy bùng nổ, khoáng đạt ánh sao nhất thời từ trên bầu trời tiếp đón xuống, vô cùng tinh thần linh khí đem đại trận bảo vệ oanh, đánh vào đụng tại đại trận bên trên, nhưng bởi vì có đế thích thiên cùng huyền cơ nguyệt bảo vệ, cửu đỉnh chấn thiên trận không có bị ảnh hưởng gì. Mà ở cửu đỉnh chấn thiên trận phía dưới, diệp thần canh giữ ở ngụy dĩnh bên người, mà giờ khác này ngụy dĩnh thì đầu đầy mồ hôi, thân thể mềm mại cũng đang khẽ run. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì đế thích thiên cùng huyền cơ nguyệt chiến đấu, mà là giờ phút này đang cửu đỉnh chấn thiên trận ở giữa thánh nguyên tri tâm. Thánh nguyên tri tâm đến dung luyện thời khắc quan trọng nhất, giờ phút này chỗ gãy không ngừng đến gần từng đạo cuồng bạo cực kỳ sấm sét vang tận mây xanh thậm chí nổ ra một cái lại một cái mô hình nhỏ hắc động trôi lơ lửng ở thánh nguyên chi tâm chỗ gãy những thứ này hắc động mặc dù nhỏ nhưng là uy năng nhưng cực kỳ đáng sợ ngụy dĩnh muốn vận dụng hết thảy lực lượng mới có thể miễn cưỡng chấn áp nghiền nát vì vậy nàng thời khắc này trạng thái cũng không hơn gì đã dùng hết toàn lực mà vào lúc này trên bầu trời chiến đấu đế thích thiên cùng huyền cơ nguyệt vậy đồng thời dừng tay hai người ngương mắt nhìn đang không ngừng dung hợp thánh nguyên chi tâm hai mắt nhìn nhau một cái trong mắt cũng có vẻ băn khoăn thoáng qua đế thích thiên cùng huyền cơ nguyệt cố nhiên muốn phải hoàn toàn chiếm hữu thánh nguyên chi tâm nhưng bọn họ đi qua mới vừa chiến đấu cũng biết một chút bọn họ chiến đấu chập chờn quá mức đáng sợ và cuồn cuộn rất có thể đối với cửu đỉnh chấn thiên trận tạo thành ảnh hưởng nếu như phá hoại ngụy dĩnh dung hợp thánh nguyên chi tâm hậu quả tất nhiên không phải bọn họ muốn thấy huống chi mới vừa bọn họ chiến đấu còn chưa dụng hết toàn lực nếu là thật liều mạng, sợ rằng khi đó liền bảo vệ không ở cửu đỉnh trấn thiên trận. Giờ phút này, đế thích thiên nhìn về phía huyền cơ nguyệt, giọng lãnh đạm nói, người ta tranh đấu lâu như vậy, gần đây khó phân thắng bại. Giờ phút này sợ là như cũ như vậy, không bằng lúc này dừng tay. Được, nghe vậy, huyền cơ nguyệt thuận dưới sườn núi, gật đầu đáp ứng. Sau đó, đế thích thiên tiếp theo mở miệng nói, cái này thánh nguyên tri tâm sau lưng mơ ước người rất nhiều, không bằng người ta hợp tác chiếm dụng thánh nguyên tri tâm cũng tiết kiệm những tên kia động nghiêng tâm tư. Ha ha, Huyền Cơ Nguyệt nhìn Đế Thích Thiên, khinh thường cười một tiếng, nhưng là cũng không cự tuyệt, ngược lại trực tiếp nhìn về phía Ngụy Dĩnh cùng Diệp Thần. Nếu người ta hợp tác, như vậy hai người vậy không có chỗ hữu dụng, đến khi bọn họ dung hợp Thánh Nguyên Chi Tâm, liền đem bọn họ ra tay lao đi. Đang có ý đó. Đế Thích Thiên trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Giờ phút này, Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh đang toàn thể xác và tinh thần chú ý Thánh Nguyên Chi Tâm dung hợp độ tiến triển, lại đột nhiên nhận ra được khắp cả người phát rét, không khỏi hơi biến sắc mặt. Xem ra cái này hai tên không chuẩn bị lưu chúng ta. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, mở miệng nói: Bọn họ muốn phải chờ tới ta dung hợp Thánh Nguyên Chi Tâm sau động thủ nữa, ngươi có thể thừa dịp hiện tại trực tiếp rời đi. Ngụy Dĩnh nhìn về phía Diệp Thần, Đế Thích Thiên cùng Huyền Cơ Nguyệt hai đạo phân thân thực lực hùng hồn, không phải trước mắt nàng và Diệp Thần có thể đối kháng, cho nên nàng muốn cho Diệp Thần đi. Ta sẽ không đi. Diệp Thần ánh mắt kiên định nói. Nghe vậy, Ngụy Dĩnh không khỏi đưa mắt nhìn Diệp Thần, đây có thể không thể do người. Giờ phút này, Ngụy Dĩnh nhìn Diệp Thần, trong mắt lóe lên lau một cái lưu luyến, ngươi nhất định phải còn sống. Nghe được Ngụy Dĩnh lời này, Diệp Thần hơi biến sắc mặt, ngay sau đó liền thấy Ngụy Dĩnh buông tha đối với cửu đỉnh chấn thiên trận nắm trong tay dung luyện thánh nguyên chi tâm huyền ẩn chấn nguyên hỏa vậy đột nhiên tiêu tán trận pháp biến mất thánh nguyên chi tâm dung hợp nhất thời xảy ra biến cố trong chốc lát vết nứt dung hợp chỗ màu vàng tia chớp bùng nổ xong lên trời không hóa thành từng đạo hủy thiên diệt địa sấm sét bắn ra bốn phía ra thấy một màn này đế thích thiên cùng huyền cơ nguyệt cũng là sắc mặt đại biến cái này người điên lại muốn nổ thánh nguyên chi tâm tự tìm cái chết đế thích thiên khẽ quát một tiếng từng đạo thiên đao nhất thời gào thét ra hướng ngụy dĩnh chém chết tới hắn muốn ở ngụy dĩnh nổ thánh nguyên chi tâm trước xóa bỏ ngụy dĩnh bên kia huyền cơ nguyệt trong mắt vậy bùng nổ vô tận sắc bén sau lưng nàng từng cây một phượng hoàng linh vũ ngưng tụ giống vậy hướng ngụy dĩnh bạo giết ra thấy một màn này diệp thần sắc mặt biến ảo một khắc sau liền trực tiếp đứng ra ngăn ở ngụy dĩnh trước người muốn là ngụy dĩnh chặn đế thích thiên cùng huyền cơ nguyệt cuồn cuộn thuật pháp diệp thần thấy vậy ngụy dĩnh không khỏi nóng này nàng muốn dùng cái này bức bách diệp thần rời đi cũng không phải là hy vọng diệp thần vì thế mà mất mạng đế thích thiên cùng huyền cơ nguyệt lực lượng quá mức mạnh mẽ bọn họ căn bản không ngăn được mà vào thời khắc này bất luận ngụy dĩnh nói gì diệp thần cũng không dao động chút nào ánh mắt kiên định nhìn bạo giết mà đến thiên đao cùng phượng hoàng linh vũ trong tay lạc trần hàng long kiếm hiện lên huyết nguyệt ánh sáng ngay tại thiên đao cùng phượng hoàng linh vũ sắp trúng mục tiêu diệp thần lúc đó Chỗ này thung lũng đi đột nhiên lâm vào một phiến mờ tối bên trong. Cùng lúc đó, thời gian tựa như vậy dừng lại, thanh âm cũng đã biến mất, hết thảy tựa như cũng hóa thành hư không. Vào giờ phút này, Diệp Thần như nhận ra được mình mang theo người đôi cá ngọc bội mà lại ở run run, có đen trắng hai màu thần mang ở quanh thân vờn quanh. Vù vù. Hư không vào thời khắc này bể tan tành, tiếp theo một đạo thân ảnh từ bể tan tành trong hư không đi ra. Đạo thân ảnh này mặt mũi hiền lành, lại là một vị nhìn qua cực kỳ thông thường ông già, bất quá nhìn hắn quanh thân lưu chuyển cuồn cuộn sức mạnh to lớn, rất hiển nhiên đây cũng là một tôn trí cường giả. Thấy đối phương, Diệp Thần nhưng là nhướng mày một cái, đối phương hơi thở hắn cảm thấy vô hình quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi là ai. Mà vào lúc này, ông cụ này nhưng là cái này hắc ám giữa trời đất duy nhất có thể tự nhiên hành động người, hắn nhìn đế thích thiên cùng huyền cơ nguyệt, sắc mặt rừng rưng. Sau đó, Ông già hướng về phía hai người thi triển ra thiên đạo cùng Phượng Hoàng Linh Vũ nhẹ nhàng bàn tay vung lên, cái này hai đạo đủ để chảm phá Nhật Nguyệt đáng sợ thần thông thuật pháp liền trực tiếp tiêu tán. Rồi sau đó, ông già thì hướng Diệp Thần hai người một chỉ điểm ra, cuồn cuộn dâng trào, giống như biển khơi vậy hào hùng thâm thúy sức mạnh to lớn cuốn tới, trực tiếp đem Diệp Thần hai người bảo vệ trong đó, đồng thời còn sắp tự bạo thánh nguyên chi tâm ổn định lại. Làm xong hết thảy các thứ này, ông già dừng dưng một tiếng, nhẹ hụ một tiếng, trong thiên địa hắc ám nhất thời giống như bể tan tành mặt kiếng vậy tiếp liền không ngừng tiêu tán ánh nắng chiếu xuống thời gian lại nữa ngừng thanh âm giống vậy khôi phục ngươi phải ra tay bảo bọn họ giờ phút này đế thích thiên mắt lạnh nhìn ông già sắc mặt cực kỳ lạnh lùng đế thích thiên đã nhận ra được ông lão thực lực không phải chuyện đùa mình cái này phân thân xa không ông lão đối thủ nếu không cũng sẽ không rơi vào đối phương quy tắc bên trong rơi vào ngừng thời không không cách nào nhúc nhích Đồng thời, điều này cũng làm cho đế thích thiên 10 phần cam tức, ông già lại dám xấu xa hắn chuyện tốt, thật là vô cùng gan dạ, hắn hận không được trực tiếp đem ông già bằm thay vạn đoạn. Giờ phút này, nghe được đế thích thiên mà nói, ông già nhưng là rừng rưng cười một tiếng, không có để ý, ngược lại nhìn về phía huyền cơ nguyệt. Một màn kế tiếp, để cho đế thích thiên 10 phần bất ngờ, nguyên bản hắn lấy là, dựa theo huyền cơ nguyệt không cho phép nghi ngờ. Bá đạo vô cùng tính tình, ông già dám nhúng tay hai người bọn họ chuyện, Huyền Cơ Nguyệt nhất định sẽ thốt nhiên giận dữ. Như là hôm nay Huyền Cơ Nguyệt lại cũng không ra tay, ngược lại ánh mắt lạnh lùng nhìn ông già, một chữ một cái mở miệng nói, Tề Vân Thư, ngươi vì sao phải ra tay bảo vệ bọn họ. Lão đầu tử cùng cái này hai người có chút sâu xa, mong rằng nữ hoàng không nên trách tội. Nghe vậy, được gọi là Tề Vân Thư ông già cười ha hà nói, nhìn qua mặt mũi hiền lành mười phần thân thiện. Mà vào lúc này, Diệp Thần lại đột nhiên trợn to hai mắt, ngay sau đó lộ ra vẻ bừng tỉnh. Tề Vân Thư, danh tự này rất quen thuộc, Diệp Thần giờ phút này nhớ tới, hắn từ Minh Điện phía dưới cứu ra vị kia Vương Vân Đình, chính là Âm Dương Thần Điện truyền tin người. Mà Vương Vân Đình lúc ấy liền nói cho Diệp Thần, hắn phụ trách truyền tin cho một cái tên là Tề Vân Thư người, hiển nhiên chính là trước mắt ông cụ này. Biết ông lão thân phận, Diệp Thần vậy nhận ra được vì sao đối phương hơi thở sẽ cho mình mang đến cảm giác quen thuộc. Bởi vì lần trước ở chín chết cảnh, Diệp Lạc Nhi gặp gỡ nguy cơ bắt giữ diệp lạc nhi người gọi về đế uyên điện hàn uyên tôn sư lúc ấy thì có một vị thần bí tồn tại hạ xuống bảo vệ diệp thần cùng già thiên ma đế các người vị kia thần bí tồn tại cùng tề vân thư hơi thở chính là hoàn toàn giống nhau rất hiển nhiên trước mắt ông cụ này chính là giao cho diệp thần đôi cá ngọc bội vị kia thần bí tồn tại đồng thời cũng là vương vân đỉnh trong miệng tề vân thư diệp thần dám xác định một điểm này cũng là bởi vì là lần trước thấy đối phương đối phương tỏ rõ là âm dương thần điện người đồng thời cho biết đôi cá lưu động lúc đó chính là âm dương thần điện gặp nhau ngày mà hôm nay đôi cá ngọc bội trên đôi cá mặc dù không có lưu động nhưng vậy xảy ra dị động hiển nhiên là đối phương xuất hiện đưa đến hết thầy các thứ này cũng tỏ rõ tề vân thư chính là âm dương người của thần điện nếu không sẽ không bảo vệ diệp thần hắn xuất hiện để cho diệp thần an lòng một ít giờ phút này huyền cơ nguyệt nghe được tề vân thư mà nói như là ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo tiếp theo giọng rét lạnh mở miệng nói tề vân thư ngươi là đang cùng bổn hoàng đối nghịch sao ngươi hẳn rất rõ ràng bất kỳ và bổn hoàng người đối nghịch cũng không có kết quả tốt nghe được huyền cơ nguyệt cái này uy hiếp trắng trợn tề vân thư lộ ra nụ cười bất đắc dĩ nữ hoàng bất luận như thế nào cái này hai người ta không thể không bảo mong rằng nữ hoàng thông cảm tại sao nghe nói như vậy huyền cơ nguyệt không nhịn được quát hỏi nói nàng đối với thánh nguyên chi tâm trí ở tất được mà tề vân thư muốn bảo vệ diệp thần hai người hiển nhiên là muốn lưu lại thánh nguyên chi tâm, cái này làm cho nàng mười phần tức giận. Dẫu sao, huyền cơ nguyệt rõ ràng tề vân thư thực lực, giờ phút này nàng cùng đế thích thiên đều là phân thân hạ xuống. Mà tề vân thư nhưng là chân thân đến, nàng và đế thích thiên liên thủ vậy không làm gì được được. Nhưng tề vân thư cố ý muốn bảo vệ diệp thần hai người, để cho huyền cơ nguyệt cực kỳ tức giận, nàng muốn biết tại sao. Huyền cơ nguyệt ánh mắt thâm thúy, thỉnh thoảng có ánh sáng chớp động, nàng gắt gao ngưng mắt nhìn tề vân thư, trong lòng không ngừng suy đoán. Thấy huyền cơ nguyệt bộ dáng này, đế thích thiên đứng ở một bên yên lặng không nói, nhưng trong lòng đang suy đoán tề vân thư thân phận. Mà tề vân thư gặp huyền cơ nguyệt hỏi nguyên do, ngay sau đó mở miệng nói, thật ra thì thánh nguyên tri tâm. Nguyên bản chính là tề gia bảo vệ vật, hôm nay thánh nguyên tri tâm ra đời, ta thành tựu tề gia người, nhất định phải bảo vệ thánh nguyên tri tâm. Mà thánh nguyên tri tâm có linh, nếu nó lựa chọn cái này hai người tới đem nó dung hợp, ta vậy không xuất thủ không được bảo vệ bọn họ hai người. Tề Vân Thư nhìn Huyền Cơ Nguyệt như là một bộ chân thành dáng vẻ, tề ra người chỗ chức trách, mong rằng nữ hoàng thông cảm. Dứt lời, Tề Vân Thư căn bản không cùng Huyền Cơ Nguyệt cùng đế thích thiên kịp phản ứng, trực tiếp thân hóa vô biên hồng mông hơi thở, biến mất không gặp. Cùng lúc đó, nguyên bản dừng lại ở Tề Vân Thư sau lưng Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh, kể cả Thánh Nguyên Chi Tâm cùng nhau, toàn cũng mất tung ảnh, hơn nữa không có lưu hạ nhâm vì sao hơi thở một phiến thần bí không gian nơi này có vô số núi cao sông lớn ở không gian này trung ương nhất nhưng là vô số cao lớn màu đen cây lớn vờn quanh mà thành hình tròn quảng trường hình tròn trên quảng trường không có một vật liền lau một cái bụi bậm đều không từng tồn tại giờ phút này một đạo thân ảnh nhưng là đột ngột xuất hiện ở nơi này chính là tề vân thư tề vân thư đứng ở giữa quảng trường trong mắt lóe lên thâm thúy thần mang một khắc sau bàn tay vung lên diệp thần cùng ngụy dĩnh đột nhiên xuất hiện ở đây trên quảng trường Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh rơi vào trên quảng trường, hai người còn cảm thấy đầu có chút hôn mê, mới vừa Tề Vân Thư không biết vận dụng thủ đoạn gì, trực tiếp đem bọn họ hai người bao phủ ở một phiến hắc ám bên trong, sau đó bọn họ liền cảm thấy một phiến trời đất quay cuồng, xuất hiện lại liền đến nơi này. Nơi này là địa phương nào? Diệp Thần kinh ngạc nhìn bốn phía màu đen cây lớn, còn có dưới chân quảng trường, mơ hồ nhận ra được chỗ này tựa hồ cất giấu cái gì đại bí mật. Ngươi không cần biết đây là địa phương nào. Giờ phút này, Tề Vân Thư lạnh nhạt thanh âm vang lên. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía đối phương, sau đó vội vàng nói cảm ơn, đa tạ tiền bối nhiều lần ra tay cứu giúp, Diệp Thần vô cùng cảm kích. Không cần. Tề Vân Thư sắc mặt lạnh nhạt khoát khoát tay, từng đạo hồng mông hơi thở ở Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh trước người hội tụ, cuối cùng lại hóa thành một mặt lò. Thánh Nguyên Chi tâm đâu? Ta tới giúp các ngươi dung hợp nó. Nghe nói như vậy, Diệp Thần nhìn về phía Ngụy Dĩnh, Tề Vân Thư ra tay đem bọn họ cứu, hiển nhiên không phải tim mang ý xấu hạ người. Tề Vân Thư nếu nói phải giúp bọn họ dung hợp thánh nguyên chi tâm, vậy thì giao cho đối phương là được. Ngụy Dĩnh thấy Diệp Thần ánh mắt, nhất thời rõ ràng, ngay sau đó vung tay lên, thánh nguyên chi tâm liền vô căn cứ hiện lên. Thời khắc này thánh nguyên chi tâm cùng tiên kỳ khác biệt rất lớn, lúc trước là hai nửa, hôm nay nhưng dính dính chung một chỗ. Sắp dung hợp một trong, đồng thời hơi thở cuồn cuộn thánh nguyên chi tâm nội bộ vậy xuất hiện từng tia hắc khí những hắc khí này mười phần sao động hàm chứa cực kỳ đáng sợ uy năng tựa như có thể hủy diệt chư thiên chấn vỡ hoàn vũ mà tề vân thư thấy hắc khí kia cũng là ánh mắt híp lại hắc khí kia nhưng thật ra là thánh nguyên tri tâm dị biến đưa đến thánh nguyên tri tâm lúc trước đến dung hợp thời khắc mấu chốt nhưng là lại bị ngụy dĩnh cắt đứt muốn dùng để tự bạo thánh nguyên tri tâm tự bạo mặc dù bị tề vân thư ra tay ngăn lại xuống không có thành công nhưng là đã tạo thành tai họa ngầm chính là thánh nguyên tri tâm nội bộ hắc khí Hắc khí kia để cho Thánh Nguyên Chi Tâm đổi được vô cùng không ổn định, tùy thời có thể nổ tung, mang đến tai nạn đáng sợ. Nhìn cái này Thánh Nguyên Chi Tâm ở giữa hắc khí, Diệp Thần ánh mắt chớp động, Tề Vân Thư mới vừa cùng Huyền Cơ Nguyệt đám người đối thoại cũng không tận lực gạt hắn hai người chúng ta. Vì vậy, Diệp Thần cũng rất rõ ràng, Tề Vân Thư cùng Thánh Nguyên Chi Tâm sâu xa, hắn là Thánh Nguyên Chi Tâm người bảo vệ, giờ phút này Thánh Nguyên Chi Tâm nội bộ ra đời hắc khí, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có thể lao đi chỉ là giờ phút này tề vân thư ngưng mắt nhìn đã sắp dung hợp một chỗ thánh nguyên tri tâm trong mắt lóe lên vẻ cảm thán vẻ ngay sau đó bàn tay một chiêu thánh nguyên tri tâm nhất thời hướng hắn bay đi thánh nguyên tri tâm thời khắc này khí thế mười phần không ổn định tùy thời cũng có thể bùng nổ như là rơi vào tề vân thư trong tay như là lập tức bình phục lại tựa như lấy được trấn an thấy vậy diệp thần cùng ngụy dĩnh không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái bọn họ muốn dung hợp thánh nguyên tri tâm vô cùng gian nan Liên tựa như ở ứng đối một cái không tốt đứa bé còn đối với tề vân thư mà nói thánh nguyên tri tâm nhưng giống như là một cái ngoan đứa nhỏ tập 1924 giờ phút này tề vân thư đưa tay vuốt ve thánh nguyên tri tâm mấy cái ánh mắt thâm thúy chớp động ngay sau đó thở dài một cái đem nó ném nhập trước người ngưng luyện ra lò bên trong giờ phút này đỉnh kia lò bên trong có nói lôi cuồn cuộn có bữa lửa cuộn sạch cuồn cuộn uy thế và vô cùng sóng nhiệt ở bên trong bùng nổ thánh nguyên chi tâm vừa tiến vào trong đó liền bắt đầu kịch liệt rung rung nội bộ hắc khí ở cực nhanh gia tăng thấy vậy tề vân thư như là sắc mặt rừng rưng không có một tơ vẻ lo âu ngược lại cong ngón tay bắn ra vù vù lò bên trong từng đạo thiên hỏa lôi đình mà lại ở ngưng tụ một khắc sau hóa thành từng đạo mũi nhọn lộ ra ngân châm ngay sau đó đâm vào thánh nguyên chi tâm bên trong những ngân châm này tựa như có thể chiếm đoạt vạn vật vừa tiến vào thánh nguyên chi tâm vậy cổ cuồn cuộn lực cắn nuốt liền hiện lên ngay tức thì đem vậy vô cùng đáng sợ hắc khí hút vào trong đó lò bên trong chấn động không nghỉ vô cùng thiên hỏa lôi đình nổ tung mà tề vân thư như là sắc mặt rừng rưng để cho lò vững vàng lập tại chỗ dần dần hắc khí bị ngân châm không ngừng chiếm đoạt cuối cùng toàn bộ thanh trừ mà giờ khắc này thánh nguyên chi tâm cũng ở đây lò dung luyện hạ hoàn toàn dung hợp làm một thể oanh trong nháy mắt cái này phiến thần bí không gian hạo nhiên chấn động đứng lên vô biên tức giận cuốn đi bốn phía một đạo sông phá thiên địa vậy khoáng đạt vô cùng trói mắt cực kỳ thánh khí trùm tia sáng sông lên trời không cũng may trước mắt chỗ này không gian thập phần thần bí thánh nguyên tri tâm hoàn toàn dung hợp chập trường căn bản lưu không truyền ra đi không cần lo lắng đưa tới vực ngoại chấn động giờ phút này thánh nguyên tri tâm dung hợp minh mông chập trờn dần dần tiêu trừ mà một viên hoàn chỉnh thần quang sáng chói thông suốt không rảnh thánh nguyên tri tâm vậy từ lò bên trong bay ra chậm rãi bay về phía diệp thần đã hoàn toàn dung hợp, ngươi có thể lấy đi nó." Tề Vân Thư ngưng mắt nhìn Thánh Nguyên Chi Tâm, chậm rãi lắc đầu một cái, mặc dù ngươi là Thánh Nguyên Chi Tâm chọn người, có quyền quyết định như thế nào sử dụng nó, không quá ta vẫn là muốn biết, ngươi phải dùng nó làm gì. Nghe vậy, Diệp Thần khẽ run, mặc dù kinh ngạc Tề Vân Thư lại sẽ quan tâm cái này, bất quá nghĩ đến đối phương bảo vệ người thân phận, sợ rằng đối với Thánh Nguyên Chi Tâm cũng có không thiếu cảm tình, thư thái không thiếu. Tiền bối thực không dám giấu giếm, ta cần cái này Thánh Nguyên Chi Tâm tới khôi phục một vị cố nhân trí nhớ. Diệp Thần đem Diệp Lạc Nhi chuyện cho biết đối phương, Tề Vân Thư thành tựu âm dương người của Thần Điện, nhiều lần xuất thủ cứu giúp, Diệp Thần tin chắc đối phương tin được, vì vậy cũng không tận lực giấu giếm cái gì. Nghe được Diệp Thần nói, Tề Vân Thư chân mày nhưng là hơi nhíu lại, ngay sau đó mở miệng nói, Thánh Nguyên Chi Tâm thật có khôi phục trí nhớ năng lực, nhưng là người bình thường căn bản không có tư cách chiếm đoạt. Thánh nguyên chi tâm ở bên trong tay ngươi lâu như vậy, ngươi hẳn cũng rất rõ ràng, nó hàm chứa như thế nào năng lượng. Hạng người tầm thường muốn phải chiếm đoạt thánh nguyên chi tâm, hoàn toàn chính là nói vớ vẩn. Ngươi muốn dùng thánh nguyên chi tâm rộng rãi trả lời đối phương trí nhớ, rất có thể sẽ lộng khéo thành vụ, làm hại đối phương bị thương, thậm chí bị thánh nguyên chi tâm lực lượng khổng lồ căng bể chết. Tề Văn Thư một mặt nghiêm túc nhìn Diệp Thần nói. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi sắc mặt hơi chăm chú thật ra thì đạt được thánh nguyên chi tâm sau đó hắn liền đã ý thức được thánh nguyên chi tâm hàm chứa vô biên lực lượng diệp lạc nhi không nhất định có thể chịu đựng nhưng là hắn cũng không có biện pháp tốt hơn không biết tề tiền bối có không có biện pháp gì diệp thần giờ phút này chỉ có thể đem hy vọng gửi nhờ tại tề vân thư trên mình đối phương dẫu sao là thánh nguyên chi tâm người bảo vệ hẳn biết rất nhiều bí mật quả nhiên gặp diệp thần đặt câu hỏi tề vân thư khẽ vuốt cảm mở miệng nói phương pháp đương nhiên là có chỉ cần có thánh nguyên thiên huyền trận gia trì liền có thể thật to hạ xuống chiếm đoạt người nguy hiểm thánh nguyên thiên huyền trận tiền bối có thể sẽ cái này thánh nguyên thiên huyền trận diệp thần nghe vậy chân mày nhíu lại mong đợi nhìn về phía đối phương thánh nguyên thiên huyền trận là thiên địa ổn dưỡng quy tắc đại trận căn bản không có người có thể lĩnh ngộ nghe được diệp thần mà nói tề vân thư lắc đầu bật cười ngay sau đó mở miệng nói bất quá có đại năng ra tay đem cái này thánh nguyên thiên huyền trận luyện chế thành trận bàn chỉ cần truyền bá linh lực liền có thể thúc giục thánh nguyên thiên huyền trận chỉ là cái này thánh nguyên thiên huyền trận trận bàn ở trên cao vạn năm trước liền biến mất không gặp vẫn không có ra đời tin đồn đã biến mất vạn năm muốn lại tìm được căn bản không có đầu mối không khác nào mò kim đáy biển nghe được tề vân thư giải đáp diệp thần sắc mặt ngưng trọng lắc đầu một cái mà vào lúc này diệp thần cùng tề vân thư nhưng chưa từng nhận ra được một bên ngụy dĩnh nghe được tề vân thư nhắc tới thánh nguyên thiên huyền trận trận bàn nhưng là hơi biến sắc mặt. Ta nghĩ, cái này thánh nguyên thiên huyền trận trận bàn, ta có thể tìm tới. Giờ phút này, ngụy Dĩnh trần chờ mở miệng nói. Cái gì? Nghe nói như vậy, Diệp Thần cùng Tề Vân Thư ánh mắt nhất thời phong tỏa ở ngụy Dĩnh trên mình. Giờ phút này, ngụy Dĩnh nhưng là lắc đầu một cái, mở miệng nói, ta biết một ít liên quan tới thánh nguyên thiên huyền trận trận bàn đầu mối, không đúng hữu dụng. Cụ thể đầu mối là cái gì, Ngụy Dĩnh nhưng là cũng không nói rõ, bởi vì cửa này ư tuyệt hàn đế tôn bí mật. Thật ra thì ở trên cao vạn năm trước, tuyệt hàn đế tôn liền ở thần quốc và vực ngoại khắp nơi phân tán tài nguyên, không ngừng đem thiên tài địa bảo, thần dị vật phân biệt gửi, cái này cũng là vì hậu nhân có thể trọng trấn tuyệt hàn đế cung làm chuẩn bị. Mà tuyệt hàn đế tôn vậy để lại một bộ bản đồ, phía trên liền ghi chú nàng đã từng gửi bảo vật địa điểm, đồng thời vậy ghi chú tồn phóng thứ gì. Ngụy Dĩnh nắm trong tay tấm bản đồ này, đã từng thấy qua một nơi tựa hồ có dấu thánh nguyên thiên huyền trận trận bàn giờ phút này diệp thần cần nàng liên chuẩn bị đi điều tra một phen xem xem phải chăng thật sự có trận bàn biết được ngụy dĩnh có cơ hội tìm tới thánh nguyên thiên huyền trận trận bàn diệp thần cũng là mười phần ngạc nhiên mừng rỡ nếu như trận bàn tới tay hắn liền có rất lớn chắc chắn để cho diệp lạc nhi thành công chiếm đoạt thánh nguyên tri tâm đồng thời không bị thương tổn cùng lúc đó ở bên ngoài huyền cơ nguyệt cùng đế thích thiên phân thân thấy tề vân thư đột nhiên rời đi cũng là thốt nhiên giận dữ. Hừ, giỏi một cái cuồng ngông hạng người, lại dám cướp đồ ta, ta muốn cho hắn trả giá thật lớn. Giờ phút này, Đế Thích Thiên giận phát xung quan, mặc dù ở chỗ này bất quá là phân thân, thực lực không bằng Tề Vân Thư, nhưng là Tề Vân Thư trực tiếp đem Thánh Nguyên Chi Tâm cùng Diệp Thần hai người mang đi, rõ ràng không cho hắn mặt mũi, cái này làm cho hắn cực kỳ tức giận. Mà bên kia, Huyền Cơ Nguyệt cũng là sắc mặt âm trầm, Tề Vân Thư hết thảy cũng ở thượng giới lại dám làm nghịch nàng ý, cướp đoạt nàng coi trọng thánh nguyên chi tâm, đây hoàn toàn là tự tìm cái chết. Hừ, đã như vậy, ta đây muốn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lá gan. Đế thích thiên cùng huyền cơ nguyệt tức giận, một khắc sau hai người đồng thời biến mất. Mà ở đế uyên điện, đế thích thiên hàm chứa thanh âm tức giận nhưng là đột nhiên vang lên, cửu đầu tà tôn, hoa diệt u tôn. Các ngươi hai người lập tức cho ta tìm được tề vân thư, đem hắn và thánh nguyên chi tâm mang tới ta trước mặt. Đế Thích Thiên rất ít tức giận, giờ phút này hắn giọng nhưng hàm chứa tức giận, thanh âm khoáng đạt cuồn cuộn, chấn động được toàn bộ Đế Uyên Điện cũng đang rung rung, cũng để cho tất cả người sắc mặt ngưng trệ một cái, rõ ràng cái này Tề Vân Thư sợ rằng phạm vào tội lớn, mới sẽ để cho Đế Thích Thiên tức giận như vậy. Trong chốc lát, bị Đế Thích Thiên chỉ đích danh hai người cũng là chút nào không dám do dự, trực tiếp từ Đế Uyên Điện phi thân lên. Cửu đầu tà tôn, lại là một cái dài chín cái đầu quái nhân, hắn mỗi một độ rộng lỗ diễn cảm cũng không giống nhau nhưng là giờ phút này ánh mắt nhưng toàn đều tràn đầy kinh ý. Thuộc hạ biết. Cửu đầu tà tôn hướng đế thích thiên cung kính nói, một khắc sau thân hình chớp mắt, trực tiếp biến mất không gặp. Mà hoa diệt u tôn, chính là một vị to lớn nam tử, cả người giống như núi đá điêu khắc mà thành. Giờ phút này đồng linh vậy cặp mắt trợn mắt nhìn, ôm ôm tiếp đế thích thiên chỉ thị, theo sát ở cửu đầu tà tôn sau đó biến mất không gặp. Cùng lúc đó, thượng giới, Huyền Cơ Nguyệt ngồi ở khoáng đạt cung điện bên trong, cũng là sắc mặt rét lạnh, trong mắt đột nhiên tách thả ra vô tận sát ý. Ở Huyền Cơ Nguyệt phía dưới, hai đạo thân ảnh đứng, một vị là cả người bao phủ ở bảy màu trong mây mù, không thấy rõ tướng mạo, nhưng tiên khí tung bay, vô cùng là xuất trần cô gái. Mà một vị khác chính là một tôn tướng mạo tuấn tú, nhìn qua 17-18 tuổi trẻ tuổi đạo nhân. Cô gái cùng đạo nhân, giờ phút này đều cung kính cúi đầu, chờ đợi Huyền Cơ Nguyệt phân phó giờ phút này nhìn hai người Huyền Cơ Nguyệt lạnh lùng mở miệng hét ra lệnh Linh Lung Huyền Nữ đạo nhân thanh phong các ngươi hai cái cho ta đem Tề Vân thư và Thánh Nguyên Chi Tâm mang về hắn nếu như dám phản kháng trực tiếp xử quyết tại chỗ hắn thân phận cho dù tôn quý nhưng làm nghịch bổn hoàng ý chí tuyệt không thể tích chữ. nghe vậy cô gái cùng đạo nhân không chút do dự nào lập tức đáp ứng ngay sau đó biến dạng không gian trực tiếp rời đi thần bí không gian bên trong Thánh Nguyên Chi Tâm vấn đề coi như là lấy được giải quyết, Diệp Thần cũng sẽ không quấn quýt, trực tiếp đem Thánh Nguyên Chi Tâm thu. Sau đó, Diệp Thần đổ là đối thần bí không gian sinh ra không thiếu hứng thú, nhất là chỗ này không gian tựa hồ mơ hồ ẩn chứa đại bí mật, còn để cho hắn cảm nhận được một cổ thần dị vô cùng quy tắc chập chờn. Vì vậy, Diệp Thần nhìn về phía Tề Vân Thư, mở miệng hỏi nói, Tề Tiền Bối, không biết nơi này là địa phương nào, giữa trời đất tựa hồ lưu chuyển đặc biệt quy tắc lực lượng quy tắc lực lượng là thiên địa lực mà vậy mà nói thiên địa lực là sẽ không phát sinh thay đổi ngoại giới hết thảy quy tắc đều có hành động có thể theo như là chỗ này không gian thần bí quy tắc lực lượng lại và thiên địa lực có rất lớn khác biệt nhìn qua nơi này quy tắc lực lượng phảng phất là thiên địa quy tắc dị biến hai người tới giữa mặc dù bản chất giống nhau nhưng biểu hiện trên lại có ngàn kém vạn đừng cái này làm cho diệp thần hết sức tò mò nghe được diệp thần lời này tề vân thư nhưng là dừng dưng một tiếng chỗ này không phải trước mắt ngươi hẳn hiểu, biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ gì hay. Tề Vân Thư nếu nói như vậy, Diệp Thần cũng chỉ không hỏi thêm nữa, chậm rãi gật đầu. Vào thời khắc này, Tề Vân Thư nhưng là sắc mặt đột nhiên đại biến, tiếp theo đưa mắt nhìn Diệp Thần hai người, mở miệng nói, có người tới, ta phải đem các ngươi hai người đưa đi. Nghe nói như vậy, Diệp Thần nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, giờ phút này hắn vậy nhận ra được phương này thần bí không gian ở chấn động, mơ hồ có một từng đạo mênh mông hơi thở truyền đáng tới, mà ở thân bí này không gian ra bốn đạo thân ảnh đứng ở trên bầu trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới. Cái này bốn đạo thân ảnh chính là đế thích thiên cùng huyền cơ nguyệt phân biệt phái tới người cử đầu tà tôn, hoa diệt u tôn, linh lung huyền nữ, đạo nhân thành phòng. Cái này bốn người thực lực cực kỳ đáng sợ, đều là bản thể đến, cùng chung đứng ở trên bầu trời, liền có thể thấy thương khung không ngừng sụp đổ sinh diệt thậm chí liền nhật nguyệt trói lọi cũng ảm đạm đứng lên. Giờ phút này, cửu đầu tà tôn chín cái đầu không ngừng chuyển động, 18 con mắt nhưng gắt gao phong tỏa bọn họ phía dưới. Mặc dù không thấy được tề vân thư bóng người, nhưng là bọn họ nhưng căn cứ đế thích thiên và huyền cơ nguyệt cho ra thần binh, thành công phong tỏa tề vân thư hơi thở, hắn ngay tại bốn chân người hạ. Tề vân thư, ngươi đi ra cho ta, nếu không phải ra, ta liền đem phương thiên địa này hủy diệt, đến lúc đó ngươi còn có thể giấu được. Giờ phút này, Cửu đầu tà tôn lạnh lùng phẫn nộ quát. Cửu đầu tà tôn thanh âm ở thần bí trong không gian vang khắp, Diệp Thần không khỏi nhíu mày, nhưng là nghe đối phương thanh âm này bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng biết đối phương là cường đại cỡ nào tồn tại. Diệp Thần không khỏi lo lắng nhìn về Tề Vân Thư, mở miệng hỏi nói, "Tề tiền bối, ngươi đưa đi chúng ta, không biết có thể hay không thoát khỏi những thứ này tới người, bọn họ chỉ sợ là đế thích thiên cùng huyền cơ nguyệt phái tới, thực lực rất mạnh." Nghe vậy, Tề Vân Thư nhưng là rừng rưng lắc đầu một cái, yên tâm, ta một người đủ rồi đối phó, ngược lại là các ngươi hai cái phải nhanh lên một chút rời đi. Mấy tên này nếu như nổi điên đem chỗ này không gian hủy diệt, sẽ làm hư đại sự, ta không không thể bỏ mặc cho. Nghe nói như vậy, Diệp Thần sâu đậm nhìn Tề Vân Thư một mắt, đối phương mặc dù nói ung dung, nhưng Diệp Thần biết, muốn phải đối phó ngoại giới mấy người, Tề Vân Thư sợ rằng phải bỏ ra giá cực lớn. Mà Tề Vân Thư băn khoăn mình cùng Ngụy Dĩnh, còn có chỗ này thần bí không gian, nhưng là chỉ có thể nên chiến, cái này làm cho Diệp Thần cảm xúc khá sâu. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng nghĩ đến trên người mình đôi cá ngọc bội, vậy đại biểu âm dương thần điện. Tề Tiền Bối, không biết âm dương thần điện những người khác ở nơi nào, nếu như ngươi không địch lại, có thể tìm bọn họ tới tương trợ. Diệp Thần không nhịn được mở miệng nói, âm dương thần điện tuyệt đối vượt quá Tề Vân Thư một người, đây là hắn đời trước, luân hồi chi chủ bố trí tới chỉ sợ là cái này thế gian một cổ tuyệt cường lực tính nếu như tề vân thư có thể có được âm dương thần điện tương trợ nhất định sẽ không xảy ra chuyện đồng thời diệp thần vậy muốn biết âm dương thần điện những người khác đều là ai hắn muốn thăm dò kiếp trước luân hồi chi chủ rốt cuộc muốn làm gì mà giờ khác này tề vân thư nghe được diệp thần lời này nhưng là lắc đầu một cái âm dương tế hội vô thường lúc đó thiên hạ đều là ta bối nhân lưu lại một câu thơ tề vân thư không chần chờ nữa trực tiếp vung tay lên, Diệp Thần hai người liền bị hắn từ thần bí này không gian đưa cách, mà hắn giống vậy thân hình chớp mắt, đi tới ngoại giới, cửu đầu tà tôn cùng trước mặt người. Giờ phút này, Tề Vân Thư đưa đi Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh hai người, trực tiếp từ thần bí trong không gian vô căn cứ hiện lên. Nhìn Tề Vân Thư, cửu đầu tà tôn các người từng cái lộ ra sát khí uy nghiêm nụ cười. Hừ, ngươi còn dám ra đây, ta lấy vì ngươi muốn ổ ở chỗ nào chờ chết đâu. Giờ phút này, Cửu đầu Tà Tôn chín cái đầu gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vân Thư, lạnh lùng nói: "Chờ chết nha, chẳng lẽ chỉ bằng mấy người các ngươi?" Tề Vân Thư nghe vậy sắc mặt khinh thường, quét cửu đầu Tà Tôn bốn người một mắt, mở miệng nói: "Nghe nói như vậy, cửu đầu Tà Tôn bốn người đều là sắc mặt uy nghiêm, không nghĩ tới Tề Vân Thư một người đối mặt bọn họ bốn cái, đều đang còn dám miệng ra cùng ngôn, đơn giản là tự tìm cái chết." Tề Vân Thư: "Hãy bớt nói nhảm đi." thánh nguyên chi tâm ở nơi nào mau đem thánh nguyên chi tâm giao ra và chúng ta đến nữ hoàng trước mặt nhận tội không đúng có thể cho ngươi lưu toàn thầy giờ phút này bao phủ ở một mảnh sương mù bên trong linh lung huyền nữ lạnh lùng quát lên nàng không muốn cùng tề vân thư nói nhảm quá nhiều nghe được linh lung huyền nữ mà nói cửu đầu tà tôn cùng hoa diệt u tôn như là lạnh lùng nhìn về phía đối phương huyền cơ nguyệt muốn thánh nguyên chi tâm đế thích thiên giống vậy muốn bọn họ phân biệt thuộc về không cùng trận doanh Lẫn nhau tới giữa cũng là tồn tại mâu thuẫn, cái này thánh nguyên chi tâm bọn họ cũng không chuẩn bị để cho Linh Lung huyền nữ mang đi. Đến đây là hết rồi, mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh để chờ đón tập tiếp theo nha.